Chương 440, bán đồ. Tô Minh không lập tức lên tiếng mà biểu tình suy tư. Trung Huynh có cách gì có thể từ tay những lão quái hậu vu tham gia phần hai đại hội đổ bảo lấy được xích thạch, số lượng còn không ít. Qua một lúc Tô Minh từ từ hỏi, cái này. Ô Đa chần chờ một lúc, lắc đầu rồi nói. Xin Mặc Huynh thứ lỗi, nếu Mặt Huynh đồng ý hợp tác thì ta mới nói kỹ càng được. Ta chỉ có thể nói là vì việc này ta đã tìm đến ba vu hữu trợ giúp. Vốn nắm chắc 6 phần, nhưng nếu mặt huynh tham gia thì có 7 phần, thậm chí là 8 phần. Nói xong Oda vẽ mặt chân thành nhìn Tô Minh, "Việc này ta còn cần suy nghĩ, tạm thời không thể trả lời chung huynh." Lát sau Tô Minh lắc đầu, trầm giọng nói, "Hắn có thể hiểu Oda không nói kỹ hơn, dù sao nếu đổi lại là hắn thì cũng thế thôi." Nhưng việc này quá mạo hiểm, thu hoạch nếu không có lợi ích quá lớn thì Tô Minh không thích lấy bản thân đánh cuộc vào xích thạch chưa biết giá trị, được hy vọng Mạc Huynh suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta hy vọng có thể lại lần nữa cùng Mạc Huynh bắt tay nhau. Oda vốn không mơ tưởng Tô Minh lập tức đồng ý ngay. Dù sao cùng đám lão quái hậu vu tranh giành xích thạch, không cẩn thận sẽ mất mạng. Tô Minh không lập tức từ chối đã là tốt lắm rồi. Gã biết tính tình Tô Minh cẩn thận, gã thấy ra điều này từ năm trước lần đầu tiên họ gặp mặt và phối hợp. Càng biết Tô Minh đã nói suy nghĩ thì chắc chắn là đang đắn đo chứ không phải lấy cớ, nên không cần khuyên thêm nữa. Dù gã vô cùng mong muốn Tô Minh tham gia nhưng nếu nói nhiều thì hiệu quả không tốt. Oda lại nói một phen với Tô Minh các loại truyền thuyết về chút cửu giới. Khi trời hoàng hôn thì hai người chia tay nhau đi. Tô Minh không quay về nhà trọ mà đi một vòng vu thành. Chỗ này có rất nhiều cửa hàng, không ít vật phẩm buôn bán Tô Minh chưa từng thấy hoặc nghe nói qua. Thậm chí có một ít thảo dược bên ngoài hiếm thấy nhưng tại đây thì có khá nhiều. Trên người Tô Minh có thể tre miêu tả nhiều thảo dược, Tô Minh thấy đến bảy, tám gốc hình dạng y như đã vẽ trên thẻ tre. Điều này khiến hắn rất hưng phấn. Phải biết rằng không gian kỳ lạ đó tuy Tô Minh không nỡ dùng đoạt linh dược mở cánh cửa, nhưng thời gian trôi qua, một ngày nào đó hắn phải luyện chế đan dược sau đoạt linh dược. Mặc dù không biết đan dược sau tên gọi là gì, cần thảo dược gì, nhưng đem mỗi loại có thể sưu tầm lấy một chút thì rồi sẽ có lúc dùng. Tô Minh hào hứng mấy ngày sau đều dùng vào việc sưu tầm thảo dược cả Vu Thành chẳng những tìm được không ít thảo dược ghi trên thẻ tre, hắn thậm chí còn tìm ra tất cả tài liệu luyện thanh trần, nam ly, sơn linh, thậm chí là đoạt linh dược, những tài liệu bị bán rải rác, thậm chí có không ít bị dùng vào việc khác, nhưng theo Tô Minh thấy thì đám thảo dược đều là bảo bối, chỉ là Tô Minh có vô tinh hữu hạn, dù đám thảo dược giá không cao nhưng nếu hắn muốn mua hết thì hao phí vô tinh sẽ không ít. Oda từng nói nếu muốn thử vận may tại đại hội đổ bảo thì phải cần chuẩn bị nhiều vô tinh nhưng Tô Minh không mấy hứng thú với đại hội đổ bảo. Theo hắn nghĩ cái gọi là đổ bảo xác suất quá thấp, hắn không có nhiều vô tinh để cược, trả giá ra và thu hoạch trên lệch quá lớn, có thể không tham gia đại hội đổ bảo. Nhưng bây giờ không còn vô tinh để mua đám thảo dược, việc này hơi khó khăn. Nửa tháng sau, Tô Minh đứng cạnh cửa sổ gian phòng, lòng nửa vui nửa buồn. Vui là nửa tháng qua hắn đi hầu hết cửa hàng vu thành, mua được nhiều dược liệu, khiến hắn tự tin có thể luyện ra nhiều đan dược hơn dù là đoạt linh dược, trừ khó tìm người thực vật ra, về mặt thảo dược thì có thể lại luyện 10 viên. Buồn là giờ thiếu vô tinh, nhìn chỗ này còn có không ít thảo dược mà không cách nào mua khiến Tô Minh lo lắng bỏ qua cơ hội lần này, không biết lần sau đi chút cửu giới là ngày tháng năm nào, thôi, chỉ còn cách bán đang dược lần nữa. May là trong thời gian này lúc mua thảo dược có thầm hỏi thăm, hiểu biết nơi đây. Dù bán và giao dịch đang dược hiếm nhưng vẫn có mắt tô minh chợt lóe quyết định trong khoảng thời gian này hắn nói bóng gió như là đang dược cỡ thanh trần dược có bán không khi đi gần hết vu thành hắn chỉ ở một cửa hàng thấy hai viên thanh trần dược dược hiệu sót lại không nhiều cách luyện và mùi khiến tô minh liếc mắt liền thấy ra so với thanh trần dược của mình dù hơi khác chút nhưng đa phần giống nhau tô minh nâng tay phải lật lại lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện ba viên thanh trần dược ba viên thanh trần dược tỏa ánh sáng bóng loáng mùi thuốc thơm ngát nhìn rất không tầm thường. Ngắm ba viên thanh trần dược trong tay, Tô Minh cất đi, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa. Nửa tháng nay hắn không thời gian chú ý hai người A Hổ, Lan Lan, nhưng trên người họ có ấn ký thần thức của Tô Minh. Khi hai người xảy ra nguy hiểm thì Tô Minh sẽ như nửa tháng trước chạy nhanh tới. Tô Minh giữ lời hứa, nếu không đồng ý với vu công bạch ngư bộ lạc thì thôi, đã hứa rồi hắn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành loại giữ lời hứa này người ngoài thấy chỉ là bề ngoài kỳ thực chỉ vì trong lòng hắn không muốn thất hứa với người nữa cho nên nhìn thì tô minh không mấy chú ý a à hổ lan lan nhưng thực sự không phải vậy một đêm trôi qua sáng sớm ngày thứ hai tô minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra mắt chợt lóe đứng dậy ra khỏi phòng nam cung ngân còn đang bế quan nửa tháng chưa từng ra ngoài tô minh liếc gian phòng nam cung ngân một cái rồi rời khỏi nhà trọ hắn đi một vòng vu thành không ai phát hiện bộ dạng tô minh biến đổi. Không còn mặt nạ, đầu đội mũ, thân thể như là biến thô to hơn. Những phần thô to này người ngoài không thấy quá rõ kỳ thực là bỏ cánh cứng đen của cơ vân hải theo ý chí của phân thân dáng người tô minh, khiến thân hình hắn thô to một vòng. Hoàn toàn biến dạng xong tô minh xuất hiện trên con đường khá phồn hoa, đứng trước cửa hàng quy mô không nhỏ. Cửa hàng có 6 tầng, ở trong vô thành quy mô cỡ này chỉ khoảng 10 nhà. Đằng trước cửa hàng cắm một bia đá, mặt trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, cửu vu cát. Nửa tháng nay Tô Minh từng đi qua cửu vu cát hai lần, mỗi lần đều sẽ mua đi không ít thảo dược. Hắn biết thảo dược chỗ này khá đầy đủ, trừ thảo dược ra thứ gì cũng bán. Dù là pháp bảo hay vật khí, hoặc vật đặc biệt tại chút cửu giới, thậm chí là tin tức bí ẩn cũng đủ hết, Tô Minh thu lại tầm mắt. Hắn đội mũ, người tỏa ra thần thức vòng quanh, còn có lực lượng nguyên anh ẩn chứa bên trong khiến khí thế hắn cực kỳ hỗn loạn nhưng cân bằng. Hắn cất bước đi vào cửu vu cát, tầng thứ nhất rất lớn, nhìn khá là trống trải, chính giữa có ba vách đá cao vài mét to lớn, mặt trên chớp lóe chữ viết, bên cạnh ba vách đá đang có một ít phu nhân nhìn chầm chầm, đôi khi vội vàng đi hai bên người phục vụ mặt thống nhất quần áo chờ đợi tại đó, thường thầm thì vài câu xong bị người chỉ dẫn mang đi. Tiến vào tầng thứ nhất đại sảnh bốn phía có tồn tại 10 mật thất cấm chế, Tô Minh từng đến hai lần, đây là lần thứ ba, ngựa quen đường cũ. Hắn biết chữ viết chớp lóe trên ba vách đá là vật nơi này bán ra, nếu vừa ý thì đi tìm người phục vụ để giao dịch, chỗ sau cùng đại sảnh tầng thứ nhất có truyền tống trận chừng vài mét, trận này duy nhất truyền tống lên tầng 2. Trừ truyền tống trận ra không còn cách nào vào tầng 2, mắt quét đại sảnh, mặt mũi Tô Minh bị mũ che đậy, người ngoài không thể trông thấy nhưng khí thế hỗn loạn rồi lại cân bằng từ người hắn khiến người phu vụ nơi này chú ý trong đó có một người đàn ông trung niên lập tức bước ra vài bước đi tới trước mặt tô minh chắp tay cúi đầu vị bằng hữu này có gì cần phục vụ người đàn ông trung niên tu vi là ương vu có vẻ không yếu mặt mang tươi cười nhìn tô minh bán đồ vật tô minh nhàn nhạt nói không nhiều lời ồ không biết người muốn bán là vật gì cửu vu các ta đối với bất cứ báu vật thế gian đều sẽ dựa theo giá trị vốn có ra giá để người vừa lòng. Người đàn ông mỉm cười tỏa ra cảm giác ngưng tụ trên người Tô Minh, lập tức bị lực lượng mạnh mẽ bắn ngược khiến gã biến sắc mặt, phản xạ lùi vài bước, từ khi nào cửu vu các không biết quy tắc. Dưới mũ truyền ra giọng khàn khàn của Tô Minh, giọng âm trầm lạnh lẽo tâm hồn, người đàn ông trung niên bị thần thức Tô Minh bắn ngược đầu óc ù vang thần thức của Tô Minh mạnh mẽ ngay cả hậu vu gặp phải đều sẽ chú ý, chứ đừng nói là người đàn ông ương vu. Người đàn ông mặt tái nhợt, định mở miệng thì Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải vung, ném ra bình nhỏ màu trắng, vật này đưa cho chủ nhân ngươi, nhận hay không, lão phu chỉ cho nửa tiếng. Tô Minh giọng nói lạnh lùng, người đàn ông trung niên bản năng đón lấy bình trắng nhỏ, thầm kinh sợ tu vi của Tô Minh. Gã mở nắp bình cúi đầu ngửi, mày nhíu lại. Trong bình nhỏ chỉ có mùi thuốc, ngửi thì có chút không tầm thường nhưng bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mùi hương mà thôi. Vì cẩn thận, người đàn ông chắp tay cúi đầu với Tô Minh xong đi hướng truyền tống trận. Ánh sáng chợt lóe, gã biến mất, Tô Minh đứng trong đại sảnh, dưới mũ sắc mặt như thường. Người đàn ông biến mất chưa đến 15 phút thì trận pháp lại tỏa ánh sáng. Người đàn ông vẽ mặt chấn kinh bước ra, sau lưng đi theo một ông lão, chương 441, chương 441. Khuôn mặt Tô Minh dưới mũ không biến đổi nhiều nhưng ánh mắt ngưng tụ quét qua ông lão. Tu vi ông lão phỏng chừng cũng là ương vu. Tô Minh quan sát thấy khi ánh sáng truyền tống trận chấp động thì người đàn ông trung niên mang bình nhỏ của Tô Minh đầu tiên bước ra. Nhưng khi ra thì bản năng chậm lại khiến ông lão bước tới trước, gã như theo sau. Loại hành động nhỏ nhặt này rơi vào mắt Tô Minh khiến hắn nhìn ra chút manh mối. Trên mặt người đàn ông trung niên còn giữ sự chấn kinh, khi gã nhìn Tô Minh thì ông lão đi tới mấy bước cách Tô Minh một mét. Ta là tả đạo Minh, xin mời. Ông lão nhìn Tô Minh, cư xử rất khách sáo, chắp tay cúi đầu. Tô Minh nhẹ gật đầu, thông dong tiến lên trước. Ông lão sóng vai bên hắn. Khi hai người đi qua chỗ người đàn ông trung niên đứng thì gã lập tức cúi đầu, cung kính đưa tiễn, không để ý đến người này. Tô Minh trực tiếp đi tới truyền tống trận, cùng ông lão bên cạnh biến mất trong ánh sáng trận pháp. Mãi đến khi Tô Minh rời đi thì người đàn ông trung niên mới thở vào, trong đầu hiện ra hình ảnh mình cầm bình nhỏ đi tầng 2, quản lý tầng 2 vốn không vui nhưng cầm bình ngửi một cái lập tức biến sắc mặt, vội đi tầng 3. Bây giờ bình nhỏ bị quản lý tầng thứ mấy lấy thì người đàn ông không biết, nhưng nhìn mấy biểu hiện này liền biết bình nhỏ không phải vật tầm thường, người đàn ông làm sao cũng nghĩ không ra cái bình rốt cuộc có chỗ nào bất phàm, truyền tống trận chớp lóe ánh sáng, mắt Tô Minh hoa lên, mũi ngửi mùi thuốc mùi thuốc rất lạ, cẩn thận ngẫm nghĩ thì lại không phát hiện được. Trừ mùi thuốc ra, ánh mắt đầu tiên hắn thấy là bên cạnh cái bàn gỗ đằng trước ngồi một người đàn ông mặc áo dài trắng, mặc như bạch ngọc, người đàn ông rất đẹp trai, tuy hơi lớn tuổi nhưng có vài cọng râu nổi bật càng tiêu sái. Y đang cúi đầu ngồi, tay cầm bình nhỏ của Tô Minh, nhíu mày, đôi khi ngửi một cái, nhắm mắt lại, Vu đại sư, ta đã mời vị bằng hữu này đến ông lão bên cạnh tô minh vẽ mặt cung kính cúi đầu với người đàn ông áo trắng dù người đàn ông chẳng thèm để ý lão nhưng lão chẳng chút so đo lùi mấy bước ánh sáng trận pháp lại lóe lên lão biến mất bây giờ trong tầng lầu này chỉ còn lại tô minh và người đàn ông áo trắng tô minh vẽ mặt bình tĩnh hắn nhìn không thấu tu vi người đàn ông này thần thức hắn rơi vào người này bị lực lượng nhu hòa đánh bật ra nhưng lực lượng đánh bật thần thức không linh động mà có chút cứng hiển nhiên không phải người này có tu vi vượt xa Tô Minh mà vì trên người có báu vật khiến thần thức khó thể dò xét. Nếu Tô Minh thật muốn nhìn tu vi người đàn ông, vậy cứng rắn trùng kích, hắn có nắm chắc đánh tan lực phản chấn này, nhưng điều đó không cần thiết. Người đàn ông áo trắng không nói chuyện, Tô Minh cũng không lên tiếng, mắt quét qua tầng lầu. Đây là một gian phòng nhỏ hơn tầng thứ nhất nhiều, chỉ cỡ ba phần. Bốn phía có mười mấy vật sáng khiến tầng này khá sáng sủa, mặt đất trải đá đen, vách tường bốn phía có điêu khắc nhô ra. Những điêu khắc này không phải chim muôn mà là hoa cỏ vô tận, nhìn sinh động như thật. Đáng tiếc không có màu sắc, nếu không thì rất có thể khiến người nhìn thì bất giác không biết đang ở đâu. Hướng đối diện Tô Minh là bàn gỗ tím người đàn ông áo trắng ngồi, sau lưng y là cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng chiếu rọi tạo cảm giác mông lung. Khi Tô Minh thu lại tầm mắt từ cửa sổ mắt bỗng ngưng tụ, cẩn thận nhìn bầu trời ngoài khung cửa, lòng máy động tầm mắt hắn thấy là bầu trời mênh mông, không trông thấy mặt đất, chỗ này không phải tầng thứ hai. Nếu là tầng thứ hai thì sẽ không thể không thấy mặt đất. Tính theo độ cao, tầng này ít nhất là tầng 4 trở lên. Tô Minh không nhìn cửa sổ nữa, ánh mắt rơi vào chính giữa tầng lầu, chỗ đó đặt ba lư hương kích cỡ giống nhau, cao nửa người, thô phải hai người ôm mới hết. Sương khói mông lung từ lư hương bay lên, ở phía trên thành từng vòng khói khuếch tán tám hướng màu ba lư hương không phải một sắc mà nhiều màu, xem rất là xinh đẹp, nhưng ánh mắt Tô Minh chỉ lướt qua ba lư hương, rơi vào chính giữa chúng, tập trung vào một vật, đó là cục đá hình trứng, màu đỏ sậm, bề ngoài trông gồ ghề cực kỳ xấu xí. Bên trên có nhiều lỗ hổng, xem hình dạng không như tự nhiên thành mà bị người đâm ra. Đá rất to, cao hơn cả lư hương, cỡ 2 mét. Thô thì cỡ vài lư hương, nó ở chính giữa tầng lầu cực kỳ dễ thấy bên cạnh ba lư hương tỏa khói bay lên không trung hóa thành vòng khói tản ra có một ít bị lỗ hổng trên hòn đá hút lấy, từ lỗ khác tản đi. Chắc có biến đổi gì đó đặc biệt khiến hòn đá tỏa ra khói thì hóa thành bướm khói bay trên không trung. Dù nó tán đi nhưng bướm khói khác lại xuất hiện, vòng tới vòng lui, khá là xinh đẹp. Tô Minh đi tới gần vài bước, đứng cạnh đá to, nhìn trên tảng đá lượng lờ khói mù mịt, bương bướm thành đôi. Mùi thuốc nhàn nhạt lúc trước xuất hiện mơ hồ truyền đến, phương hướng là giữa hòn đá và ba lư hương. Tô Minh thoáng qua ngửi thấy nhưng cẩn thận tìm thì vẫn là không có gì, nhìn tảng đá, mắt Tô Minh chớp lóe, thần thức tỏa ra vương dài tới tảng đá. Nhưng giây phút thần thức của hắn đụng chạm tảng đá thì lập tức bị lực hút mạnh mẽ hút đi, như đá rơi vào biển. Nếu không phải hắn vừa chạm vào lập tức rút lui, sợ là sẽ bị nuốt hơn phân nữa, mặt Tô Minh dưới mũ biến sắc. Nhìn tảng đá, mắt lộ ti kỳ lạ chính vào lúc này hắn lại lần nữa ngửi được mùi thuốc như có như không lần này dù mùi hương vẫn rất nhạt nhưng đậm hơn trước chút khi tô minh ngửi thấy mặt hắn như thường nhưng lòng chấn động bởi vì giây phút đó hắn cảm giác được túi trữ vật trong ngực mình có dao động yếu ớt lan tràn dù chỉ dao động một chút rồi khoảnh khắc yên lặng tô minh biết tuyệt đối không phải ảo giác trong túi trữ vật của hắn vật có thể phát ra dao động trừ phân thân và độc thi ra không còn gì khác khiến Tô Minh thấy chấn động tâm thần là thứ truyền ra dao động không phải phân thân hay độc thi, đương nhiên cũng không là con rắn mà là loại dược liệu thật lâu trước kia Tô Minh có được, tảng đá to lớn có tiểu nhân như bị phong ấn. Đấy là Tô Minh mua từ ngoài thiên hàng tông, trong cuộc đấu giá của Hải Đông Tông, là một trong dược liệu chủ yếu luyện chế nạp thần dược. Dao động phát ra từ tảng đá, nói chính xác là tỏa từ người tiểu nhân đen nhìn như đã chết, vật đó năm ấy từng dấy lên sóng gió, sau bởi vì cuộc chiến thiên lam, Tô Minh không rảnh hỏi thăm kết quả người địch la bộ lạc, hắn thậm chí quên đi việc này. Giờ thấy tảng đá dao động, Tô Minh tinh thần chấn động. Dù đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy tảng đá đó nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Oda, nếu hắn không nhận ra đây là xích thạch đổ bảo thì hắn không là Tô Minh. Xích thạch đổ bảo bên trong có một số ẩn chứa thảo dược hoặc là hoàn toàn hóa thạch, hoặc là hóa thạch một phần, hoặc là không hóa thạch cùng với tiểu nhân đen trong khối đá của mình trông rất là giống. Chẳng qua một cái là thảo dược, một cái là hình người. Oda có nói vật trong xích thạch đổ bảo không phải chỉ có thảo dược mà bao quát rất nhiều. Đầu óc tô minh nổ tung. Trước kia hắn chưa từng liên hệ hai thứ này, nhưng giờ tảng đá dao động đẩy ra một góc sương mù. Không lẽ tảng đá tiểu nhân đen tồn tại đến từ chỗ này? Tô Minh tinh thần chấn động nhìn hòn đá hắn khẳng định mùi hương tuyệt đối không phải do khói lư hương mà là hòn đá tỏa ra dù sao khói lư hương luôn tồn tại không như mùi thuốc lúc ẩn lúc hiện tô minh đứng đó giây lát tiến lên vài bước đến gần hòn đá mắt nhắm nghiền thật lâu sau khi mùi thuốc lại xuất hiện tô minh hít một hơi sâu hắn hít vào thật nhiều mùi hương xông vào đầu não thần thức hắn tập trung vào túi trữ vật quan sát tảng đá phong ấn tiểu nhân đen trong giây lát tô minh cảm giác rõ tiểu nhân đen trong tảng đá như run rẩy tỏa ra dao động càng dữ hơn nếu không phải trong túi trữ vật nếu không phải thần thức tô minh ẩn giấu nó nếu là bên ngoài thì người xung quanh sẽ cảm giác rõ ràng ngay sau đó thần thức tô minh thấy từ tảng đá chớp động ánh sáng âm u tiểu nhân đen run rẩy vị trí giữa trán mơ hồ xuất hiện đồ đằng đồ đằng vẽ là một thảo dược có bảy lá ở mũi mỗi lá nhìn như đầu rắn độc thậm chí có đầu rắn độc một lá cây đôi khi thè lưỡi sinh động như thật, nhưng chỉ có mảnh lá cây đó mà thôi, các lá khác xám xịt như không có sức sống, chỉ là hình dạng, ta thấy người nhìn xích thạch này rất lâu, không lẽ chưa từng gặp. Đang lúc Tô Minh tinh thần chấn động thì bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa, ta thấy người ngửi cái bình rất lâu, không lẽ chưa từng ngửi qua mùi thuốc loại này. Tô Minh xoay người, đè nén rung động, nhàn nhạt nói, chương 442, Long Diệp Thảo Xích thạch này là mấy năm trước ta mua trong đại hội đổ bảo, đánh mở nhiều lỗ hổng rồi vẫn không thu hoạch được gì, đánh nát nó thì đáng tiếc nên dùng cách khác làm thành trang trí bươm bướm thế này. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, cúi đầu nhìn bình nhỏ trong tay, biểu tình cảm thán. còn mùi thuốc này ta chẳng những từng ngửi qua, cũng thấy vật thực. Xem mùi thuốc sót lại trong bình thì chắc từng chứa không ít thanh trần dược. Lấy ra thanh trần dược chưa qua ba ngày. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu nhìn tô minh người có bao nhiêu thanh trần dược, cửu vu các ta lấy hết, không biết giá bao nhiêu. Tô Minh vẽ mặt như thường từ nói, ngươi muốn pháp khí, vu tinh, tình báo hay thảo dược, hoặc là bất cứ vật gì. Cứ nói ra một loại, ta cho ngươi trả lời vừa lòng. Người đàn ông áo trắng dứt khoát nói, vu tinh. Tô Minh bình tĩnh nói, một viên thanh trần dược ta có thể cho ngươi hai vạn vu tinh thượng phẩm. Ngươi đưa số lượng càng lớn thì ta cho giá càng cao người đàn ông áo trắng mỉm cười nói nếu tô minh nêu thứ khác thì có lẽ y sẽ không trả lời như vậy nhưng hắn nói là vô tinh cửu vu các vì lần đổ thạch này chuẩn bị nhiều vô tinh y cảm thấy sẽ không thiếu ta hơi khó hiểu tại sao thanh trần dược đáng giá như vậy tô minh hỏi ha ha người làm gì đã biết còn cố hỏi thanh trần dược có thể đổi lấy cửu âm linh bảo vệ vì thưa thất có thể tìm được cũng cần cơ duyên lớn tất nhiên giá phải cao nhiều Người đàn ông áo trắng cười cười, lắc đầu nói, nếu ngươi có ba viên thì ta sẽ cho ngươi mỗi viên ba vạn vu tinh. Nếu ngươi có chín viên, ta sẽ đưa ngươi mỗi viên năm vạn vu tinh. Nếu là trên chín viên, mỗi viên tăng năm ngàn vu tinh. Không biết người có bao nhiêu. Người đàn ông áo trắng cười nói, tô minh nhíu mày, đối phương ra giá tràn đầy hấp dẫn. Nhưng nhìn phản ứng của người đó, Tô Minh khẳng định tác dụng của thanh trần dược với y chỉ sợ không chỉ là đổi lấy cửu âm linh mà thôi, rất có thể đang dược còn tác dụng nào khác, một viên ba vạn, giá không cao, chúng ta không đủ phân. Tô Minh suy tư một lát. Bây giờ hắn cần nhiều vô tinh, đè nén nghi ngờ, từ từ nói, a, à, người cũng biết giá thanh trần dược, cửu vu các ta. Người đàn ông áo trắng sắc mặt như thường nhưng lòng máy động tô minh nói chúng ta khiến y để ý hiển nhiên đối phương không chỉ một người mà là thành viên trong đội khi nghĩ vậy thì người đàn ông áo trắng mỉm cười lắc đầu nói nhưng lời nói bị tô minh trầm giọng cắt đứt trong bình nhỏ này lúc trước chỉ đựng ba viên thanh trần dược tô minh thản nhiên nói câu này thốt ra con ngươi người đàn ông áo trắng co rút biểu tình lập tức biến đổi y cầm bình nhỏ lại ngửi một cái nhắm mắt lại thật lâu sau y mở mắt ra nhìn tô minh trong bình thuốc theo ta đoán ít nhất chứa 7, 8 viên, nhưng nếu người đã xác định là 3 viên thì hiển nhiên chất lượng hơn mấy viên ta từng gặp rất nhiều. Nếu thanh trần dược của ngươi đúng là vậy, ta thu mỗi viên 5 vạn vô tinh. Nhưng ta phải nhìn một cái mới ra quyết định cuối cùng được, người đàn ông áo trắng trầm một một lát, từ từ nói, tô minh nâng lên tay phải, lật tay vung hướng người đàn ông áo trắng. Lập tức ánh sáng xanh chớp lóe bên trong một viên đang dược bay hướng người đàn ông. Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay chộp lấy thì tốc độ đang dược đột nhiên tăng nhanh, khiến y chụp hụt. Đang dược đã tới gần trán, người đàn ông biến sắc mặt, nó cách trán y ba tất thì bền bồng tại đó. Người đàn ông công ngươi co rút, do dự một lúc, chậm rãi nâng tay lên cầm lấy viên thanh trần dược, ánh mắt nhìn Tô Minh có chút e ngại, theo y thấy có thể không chút do dự ném thanh trần dược cho mình đã nói lên đối phương tự tin. Trừ phi là người ngu, nếu không người này có thể chẳng chút chần chờ thì rõ ràng rất là tự tin không để ý điều gì gây bất lợi cho mình nếu chỉ là vậy thì thôi dù sao người đàn ông áo trắng chỉ là đoán nhưng thanh trần dược bay tới đột nhiên đổi tốc độ làm y không có cơ hội né tránh loại uy hiếp rõ rệt này khiến người đàn ông áo trắng càng tin tưởng suy đoán của mình y cầm thanh trần dược cẩn thận nhìn đặt bên mũi nghe không ngừng biến sắc mặt đầu tiên là ngẩn ngơ rồi sửng sốt dần khó tin cuối cùng hít sâu tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xanh. Đan dược dù là kích cỡ hay màu sắc đều cực kỳ giống thanh trần dược của Tô Minh. Nhưng hai đan dược cho người cảm giác một hơi ảm đạm, một dạt dào sức sống, cao thấp lộ rõ, so sánh một phen xong người đàn ông áo trắng thu lại thanh trần dược của mình, tay trái lại lấy ra một vật. Đấy là một hộp gấm, đặt hộp lên bàn gỗ xong y ngay mặt Tô Minh cẩn thận mở hộp ra, Tô Minh quét mắt qua, con ngươi liền co rút trong hộp đặt một gốc cây ba lá, bộ dạng dược liệu này ba lá có hai héo tàn, lá không héo mũi nhọn rõ ràng là bộ dạng đầu rắn, chẳng qua dù nó chưa héo nhưng có cảm giác rã rời, dường như không còn bao nhiêu sức sống. Người đàn ông áo trắng rất cẩn thận bóc thanh trần dược của Tô Minh, chậm rãi đến gần lá cây còn sống. Giây phút y đem thanh trần dược tới gần lá cây thì lá như đầu rắn đột nhiên vảnh lên, có tiếng tê tê sắc nhọn phát ra như rắn thật sự, hướng tới thanh trần dược người đàn ông áo trắng bỗng nhiên rụt tay phải, tay trái ấn nắp hộp gấm. Cột một tiếng đậy hộp lại, mặt y lộ nụ cười, không sai, có thể khiến Long Diệp Thảo hưng phấn như vậy, đích thực là thanh trần dược, còn là có phẩm chất hoàn toàn. Ba viên của người cửu vu các ta thu mỗi viên bảy vạn vu tinh. Nếu người còn nhiều thì ta có thể tăng giá. Người đàn ông áo trắng nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ có ba viên, một viên bảy vạn cũng được nhưng ta muốn đá này. Tô Minh chỉ vào xích thạch chính giữa lư hương, bình tĩnh nói, cái này, tuy đá này không có gì dùng, nhưng năm đó ta mua hao mất không ít vô tinh. Nếu người có thể đưa thêm một thanh trần dược bán cho cửu vu các ta thì không phải không bàn lại được. Người đàn ông áo trắng do dự, chỉ có ba viên. Tô Minh thấy đối phương còn chần chờ, xoay người đi hướng truyền tống trận, vị huynh đài này đợi đã, được rồi, coi như kết bạn, ta tặng ngươi đá này. Người đàn ông áo trắng lập tức nói. Chương 443, giống y như đúc. Tô Minh khựng bước chân, ngoái đầu nhìn người đàn ông áo trắng, người đàn ông nâng lên tay trái, từ trong lòng lấy ra một túi trữ vật, lấy bớt ra xong ném hướng Tô Minh. Túi bay thẳng tới chỗ hắn, bị hắn đón lấy tập trung nhìn. Số lượng bên trong vừa đúng 21 vạn vu tinh, số lượng khổng lồ này có lẽ ở trong mắt vài người chúc cửu giới không tính là gì, nhưng với Tô Minh là lần hắn có được vu tinh nhiều nhất, nhưng so với vu tinh Càng khiến Tô Minh để ý là xích thạch đặt tại đây. Tô Minh đi tới mấy bước, trước ánh mắt của người đàn ông áo trắng đến bên cạnh xích thạch, nâng lên tay phải, vung tay áo. Lập tức xích thạch to lớn biến mất, bị Tô Minh thu vào trong túi trữ vật, nhưng hắn rất cẩn thận, không bỏ chung với tiểu nhân đen mà là cái túi khác, lấy khối xích thạch to xong Tô Minh từ trong lòng móc ra thanh trần dược còn lại quan hướng người đàn ông áo trắng. Thanh trần dược bay hướng y, bị đón lấy. Tô Minh xoay người đi hướng truyền tống trận, ánh sáng truyền tống chớp lóe, khi thân hình Tô Minh biến mất thì người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm như đang do dự cái gì. Bỗng nhiên sau lưng y vặn vẹo, bước ra một ông lão áo dài màu đen, tay cầm gậy đầu rắn, người đàn ông áo trắng cúi đầu, sắc mặt rất cung kính, người này tu vi hỗn loạn, ta cảm nhận được nguy hiểm như ẩn như hiện, không cần lo lắng mặt khác. Ông lão đi ra nhìn hướng truyền tống trận Tô Minh rời đi, khàn giọng nói: có thể khiến chủ thượng cảm thấy nguy hiểm. Không lẽ, không lẽ người này là hậu vu? Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, chần chờ hỏi, có khả năng? Khối xích thạch của ngươi là sao? Còn có chúng ta thiếu bao nhiêu thanh trần dược nữa? Ông lão im lặng dây lát, từ từ hỏi, chủ thượng, khối xích thạch đó là trước kia ta ngẫu nhiên có được chứ không phải vật trong đại hội đổ bảo. Vốn định nghiên cứu một phen nhưng bên trong trống rỗng, là thứ vô dụng còn thanh trần dược, cộng vào hôm nay ba viên phẩm chất không sai, kém hai viên nữa là đủ. Người đàn ông áo trắng lập tức nói, hai viên. Ông lão trầm ngâm một lúc xoay người rời đi, biến mất trong sóng gợn vạn vẹo. Bên Tô Minh, hắn đi ra cửa vu các sông không về nhà trọ ngay mà đi vòng vèo trong vu thành. Hắn tỏa ra thần thức, mãi đến khi xác nhận không ai theo sau mới hồi phục diện mạo vốn có, đội mặt nạ đen. Đến hoàng hôn thì hắn đi nhiều cửa hàng vu thành, tốn gần 10 vạn vu tinh, mua hết những thảo dược hắn cần vẽ mặt bình tĩnh trở về nhà trọ quay về phòng thì sắc trời đã tối sầm tô minh ngồi xếp bằng thần thức tỏa bốn phía khiến chỗ này nằm trong tầm khống chế hắn hít sâu từ túi trữ vật lấy ra tảng đá đấu giá ở ngoài thiên hàng tông nhìn tiểu nhân đen ngồi tĩnh tọa trong đá tô minh nheo mắt vật này rốt cuộc là gì mình chỉ biết ngón tay nó là một trong vật chủ yếu luyện nạp thần dược tô minh lầm bầm mắt quét qua tiểu nhân đen đặc tính của đá này khá giống với xích thạch thần thức khó thể xem thấu lúc trước tô minh không liên hệ chúng nó nhưng giờ nhìn thì thấy chỗ giống ngày càng nhiều hồi lâu sau tô minh thu lại tầm mắt tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức ánh sáng đỏ sậm chớp động trước mặt tô minh lộ ra khối xích thạch to lớn khoảnh khắc xích thạch xuất hiện tô minh thấy tiểu nhân đen trong tảng đá run rẩy như dãy dụ muốn mở mắt ra đồ đằng ở trán chớp lóe lại lộ ra cây bảy lá đầu rắn Lát sau, tiểu nhân đen rung càng dữ dội, thân thể tỏa ra khói đen như mực nhỏ vào nước, khuếch tán trong đá trong suốt, cùng lúc đó, con ngươi tô minh co rút. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm, đến cực kỳ đột ngột, cho ta, cho ta, bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn âm trầm quanh quẩn trong phòng tô minh. Thanh âm vang lên, tồn tại trong phòng có thần thức tô minh, cảm nhận lạnh lẽo âm trầm. Thanh âm kia như đến từ năm tháng dài lâu không thể biết, từ ngữ lộ ra khát vọng và tan thương khiến người nghe xong cũng mục nát đem nó cho ta ta cho ngươi cả đời giàu sang cho ngươi cả đời đứng trên tất cả đưa nó cho ta giọng nói ẩn chứa lực lượng kỳ lạ vang vọng trong phòng dẫn động thần thức tô minh khiến quanh hắn xuất hiện vô số vạn vẹo khiến tất cả vật chất trong phòng vào phút này không thành hình tô minh ánh mắt ngưng tụ thần thức bị kích động hắn hừ lạnh trực tiếp tắt đứt thanh âm truyền đến cuốn tay áo lập tức thu tảng đá có tiểu nhân đen vào trong túi trữ vật, thần thức ở bên ngoài nhanh chóng phong lại, cho ta, cho ta, cho ta, thật lâu sau thanh âm trong túi trữ vật mới dần tán đi, ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng Tô Minh quan sát tiểu nhân đen chậm rãi bình tĩnh lại, khói đen tỏa ra cũng từ từ chảy ngược, quay về thân thể tiểu nhân, theo khói đen biến mất, cảm giác nguy hiểm cũng tán đi. Mắt hắn chợt lóe, ngoái đầu nhìn bốn phía, con ngươi co rút. Tất cả vật chất trong phòng đều thành tro bụi, ở trong mắt Tô Minh rơi rụng trên mặt đất. Cả căn phòng trống rỗng, chỉ có xích thạch là yên tĩnh tồn tại trước mặt Tô Minh, không chút biến đổi, Tô Minh im lặng nửa ngày, mày luôn trao. Lần đầu tiên Tô Minh nghe thấy tiểu nhân đen truyền ra giọng nói. Hắn vốn tưởng nó là vật chết, giờ xem ra dường như không phải thế, tiểu nhân đen rốt cuộc là gì, tại sao thấy xích thạch này thì có biến đổi như vậy còn có hình ảnh chớp lóe ở trán nó trừ phi là thứ tồn tại trong xích thạch. Tô Minh nhìn xích thạch, mắt lóe dứt khoát, tạm thời không cần biết tiểu nhân đen là cái gì. Còn xích thạch, nếu bên trong trống rỗng thì thôi, nếu thật trong đó có thảo dược người ngoài không thể tra xét, bộ dạng thảo dược nếu giống như hình ảnh ở trán tiểu nhân, vậy thì... Tô Minh đứng dậy đi tới cạnh xích thạch, nhìn vài lần, tay phải nâng lên bổng ấn bên trên. Cái ấn này lập tức xích thạch chấn động, có từng mảng vụn vỡ ra, Tô Minh nhướng mày, lực lượng một trưởng vừa rồi đủ tạc núi phá đá, nhưng rơi vào xích thạch chỉ khiến tầng ngoài vỡ một chút. Tô Minh đưa mắt nhìn nhiều lỗ nhỏ trên xích thạch, lùi vài bước, tráng lóe ánh sáng xanh, lập tức kiếm nhỏ bay ra, tiếng kiếm ngân, ánh sáng xanh chói lòa, kiếm nhỏ xé gió lao đi mạnh chém tảng đá, cái chém này truyền ra tiếng nổ. Nếu không phải thần thức Tô Minh phong bốn phía thì thanh âm sẽ vang khắp nhà trọ, tiếng nổ qua đi, kiếm nhỏ nâng lên, xích thạch lộ ra sát ngoài có một vệt nước sâu ba tấc thấy tình hình này tô minh rung động đá cứng thật tô minh suy tư tay phải nâng lên chỉ vào kiếm nhỏ kiếm nhỏ lại rít gào tới gần xích thạch lần này không chém mà mũi kiếm xuyên thấu đâm vào phập một tiếng kiếm nhỏ xuyên nguyên cây tình hình này khiến mắt tô minh chớp lóe lát sau kiếm nhỏ bay ra đổi vị trí lại đâm vào vòng đi vòng lại nhiều lần kiếm nhỏ đâm xuống rút ra hình thành lỗ kiếm trở thành vệt chỉ dài chia cắt xích thạch. Tảng đá này rất lạ, chém xuống chỉ được 3 tấc, nhưng mũi kiếm đâm xuyên thì lại dễ dàng. Tô Minh nâng lên tay phải, ấn pháp quyết, kiếm nhỏ lập tức bay lên giữa không trung, ánh sáng chớp lóe biến to ra, dài gần 1 mét chém xuống chính giữa xích thạch bị vô số lỗ kiếm hình thành đường chỉ, nhát kiếm chém xuống, tiếng nổ xen lẫn tiếng két két, đó là thanh âm từng lỗ hổng vỡ liên tiếp cùng nhau. Tiếng nổ tán đi, thanh kiếm to xanh sắc bén bị tô minh nâng lên xích thạch trước mặt hắn rung rinh từ giữa tan vỡ chia thành hai chính giữa hai nửa tảng đá là trống rỗng nếu hợp chúng nó lại vừa lúc là hình tròn xem bộ dạng như là có người không biết dùng cách gì tách ra tô minh tiến lên vài bước nhìn hai nửa tảng đá ánh mắt rơi vào nửa khối bên phải như là mùi thuốc phát ra từ nửa khối này tô minh hơi suy tư khống chế kiếm nhỏ xanh làm tương tự lần nửa chém nửa khối đá mãi đến chia thành bảy tám phần thì hắn nhặt lên một khối, đó là một hòn đá bất quy tắc, kích cỡ chừng hai nắm tay. Tô Minh cầm đá, mùi thuốc nhàn nhạt ập vào mũi, nguồn gốc mùi hương chính là từ tảng đá. Tầm mắt Tô Minh nhìn thấy có một đoạn tầng lá cây, lá cùng đá hòa thành một, nhưng nhìn kỹ có thể thấy nó tồn tại, đó là một mảnh lá cây, chẳng qua Tô Minh chém chặt đứt nửa gốc, cầm đá, tay trái Tô Minh không ngừng ấn, động tác rất mềm nhẹ, mảng lớn cho bụi rơi xuống dần dần hóa đá ngày càng nhỏ qua hai tiếng đồng hồ hòn đá trong tay tô minh chỉ còn một nửa tô minh ngơ ngác nhìn hòn đá trong tay mắt hắn dần xuất hiện tia sáng bởi vì hòn đá trong tay hắn không còn là màu đỏ sậm mà trong suốt trong suốt giống y như đúc tảng đá có tiểu nhân đen trong hòn đá trong suốt có một gốc thảo dược có bảy lá cây trong đó sáu lá không còn sức sống thậm chí bên trong có một mảnh kéo dài ở tầng ngoài cùng mất đi một gốc nhưng có một lá cây dài phần mũi giống trắng như bị phong trong hòn đá nhưng nhìn vẫn cơ ma nhận tồn tại sức sống. Chương 444, Cửu Thánh Giới So với tảng đá có tiểu nhân đen, hai tảng đá này cũng trong suốt, xem ra chất liệu cũng y đúc. Khác nhau là một lớn một nhỏ, một cái là thảo dược, một cái là tiểu nhân đen. Tiểu nhân đen là đến từ đây. Mình đã nói tại sao tài liệu nạp thần dược ở bên ngoài khó tìm như vậy, trừ chân thứ chín con nhện vô tình có được ở Hàm Sơn thành ra, hiển nhiên tiểu nhân đen chỉ xuất hiện tại đây. Nói vậy vẫy mãn xà chắc cũng là vật ở đây, có lẽ mình có thể tại chút cửu giới thu gom được toàn bộ tài liệu luyện nạp thần dược. Tô Minh nhìn hòn đá trong suốt trong tay, nhìn thảo dược bảy lá. Bộ dạng của nó cực kỳ giống với ban ngày hắn thấy tại cửu vu cát, khác nhau là gốc này có bảy lá, còn của người đàn ông áo trắng là ba lá. So sánh mảnh lá có sức sống thì gốc của người đàn ông áo trắng ủ rũ, cái trong tay Tô Minh thì dạt vào sức sống đặc biệt là hắn càng quan sát càng nheo mắt. Bởi vì hắn thấy sáu lá còn lại rõ ràng có dấu vết cắn xé, dường như là miệng rắn cắn, nhìn lá cây dạt vào sức sống, trong đầu Tô Minh xuất hiện hình ảnh. Gốc lông diệp thảo bị phong ấn trong xích thạch, trong năm tháng vô tận lá cây này vì sinh tồn mà cắn lá bên cạnh, hấp thu nó. Không biết năm tháng trôi qua bao lâu, nó lại cắn một lá, mãi đến khi cắn hết lá cây, nó chống đỡ xuống, nếu là vậy thì có thể hiểu, nhưng có lẽ không là vậy. Tô Minh thì thào, dù cỏ này ở trong hòn đá trong suốt Tô Minh vẫn cảm nhận được nó truyền đến hơi thở mảnh thú, nhưng đây rõ ràng là thảo dược, chính là hơi thở mảnh thú tàn nhẫn này khiến Tô Minh cảm thấy có lẽ khoảnh khắc thảo dược bị phong ấn, mảnh lá cây nhanh chóng cắn chết lá khác, hấp thu tinh hoa của chúng, cũng bảo đảm không có lá khác chia sẻ chất dinh dưỡng gốc rễ, vậy thì tăng lớn cơ hội cho nó sống tiếp, nhìn thảo dược trong tay, Tô Minh không thể đoán giá trị của nó, cũng không biết công hiệu thảo dược này. Hắn chỉ biết người đàn ông áo trắng từng dùng thảo dược này thực nghiệm thanh trần dược là thật hay giả. Nhìn bộ dạng quý trọng của người đàn ông áo trắng thì chắc nó rất quý giá. Nếu là vậy thì Tô Minh nhận thấy cái trong tay mình càng hiếm thấy hơn. Im lặng một lát, Tô Minh bỏ tảng đá trong suốt vào túi trữ vật, ngồi trong gian phòng trống rỗng, mắt hắn chớp lóe suy tư. Vốn mình không hứng thú đại hội đổ bảo, nhưng xem trước mắt thì mình nhất định phải tham gia đại hội chẳng những phải tham gia mà còn dùng năng lực đặc biệt của tiểu nhân đen đạt được thu hoạch lớn nhất, còn việc khiến người chú ý dẫn đến tai họa, bây giờ mình có chiến linh bảo vệ, có cửu âm linh so với tuyệt vu ra tay, tại đất cửu âm cứ, phô trương một lần đi. Mắt Tô Minh chợt lóe. Tính cách hắn cẩn thận nhưng trong đó tồn tại quyết đoán, chỉ cần hắn cho rằng việc có lợi với mình thì sẽ không chút chần chờ ra tay. Nếu đổ Thạch chỉ nhờ vào may mắn thì Tô Minh sẽ không tham gia loại chuyện bản thân không có nắm chắc hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại thì khác, biết tiểu nhân đen kỳ lạ, tim Tô Minh đập nhanh, trước không nói giá trị những thảo dược, trong xích thạch còn có thứ khác, tất cả tương đương với tạo hóa cơ duyên, bây giờ Tô Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, xem ra ở chỗ Oda phải có quyết định mới. Lúc trước không muốn tham gia nên do dự, bây giờ tham gia một lần cũng không sao. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa. Nếu đã quyết định tham gia đổ bảo lần này, đã quyết định trong đại hội đổ bảo sẽ bị mọi người chú ý, đã quyết định sẽ dấy lên trận gió tanh mưa máu, vậy bây giờ còn có nửa tháng. Tô Minh biết lần này sẽ dấy lên sóng gió, nên hắn lựa chọn bế quan, dùng nửa tháng đem toàn bộ nâng lên đỉnh cao nên đón lần này một đợt kinh người. Theo đại hội đổ bảo chậm rãi đến gần, vu tộc đến từ bốn phương tám hướng trong vu thành mỗi ngày nhiều hơn. Đám người trừ phi rất may mắn bị truyền tống cách vu thành không xa, không thì tu vi không tầm thường mới từ trăm vạn dặm đi đến vu thành. Bây giờ trong vu thành cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều tiến hành náo nhiệt giao dịch mua bán số lượng lớn, dù buổi tối cũng không giảm bớt. Nhưng bên cửu âm linh vẫn không nhiều người đi. Dù sao cái giá lấy cửu âm linh quá đắt, trừ bộ lạc cỡ trung trở lên, còn lại mọi người chỉ có nước cảm thán hâm mộ, nửa tháng dần trôi qua trong từng ngày náo nhiệt. Chỗ A Hổ, Lan Lan đi dạo vu thành mấy ngày xong không ra ngoài nữa giờ vu thành có chút phức tạp, rất nhiều người, thân thể họ còn chưa đến sơ vu, thân phận bộ lạc nhỏ, gần như là con kiến. Nếu không phải có tô minh bảo vệ, đừng nói hai người sinh tồn tại vu thành, sợ là không thấy cả vu thành, chết giữa đường rồi. Buổi tối ngày cuối cùng trước đại hội đổ bảo là đêm yên tĩnh nhất trong khoảng thời gian này. Các cửa tiệm rất sớm đóng cửa ngừng kinh doanh. Những vô nhân đa số ở chỗ mình yên lặng tĩnh tọa, giữ trạng thái tốt nhất tham gia đại hội đổ bảo vu tộc tại chúc cửu giới tiến hành khi trời sáng. Đây sẽ là một lần thịnh hội, so đấu tài lực, đụng độ may mắn, rèn luyện máu me. Trong vu thành, một nhà lầu hướng đông bắc, chỗ này không phải nhà trọ, không phải cửa tiệm mà là nơi cư ngụ lâu dài của thu hải bộ lạc. Trong phòng đỉnh tầng, dưới ánh trăng đứng một cô gái. Cô gái tóc dài bay bay, mặc đồ màu hồng. Ánh trăng rơi trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt khiến tim người đập nhanh khuôn mặt mỹ miều không chút tì vết trừ chân mày cao và đuôi mày chút u sầu, gió không lớn thổi bay lọn tóc cô gái. Cô đứng tại đây đã lâu, mãi đến khi gió dần lớn, cô nâng lên tay phải vén mái tóc bị thổi tung. Cô nâng cánh tay lên, dưới ánh trăng có thể thấy trên cánh tay trắng tuyết có ấn ký rồng đỏ, viễn thu, thánh nữ thu hải bộ lạc, cũng trong vô thành một hướng khác, trong gian hàng rất xa hoa ngồi một cô gái áo trắng. Trước mặt cô cung kính đứng mấy người, mỗi người rất hồi hộp đang nhỏ giọng nói cái gì với cô. Cô gái nghe nhưng mắt đôi khi lộ ra mệt mỏi và mê man như là mất hồn. Có lẽ khuôn mặt cô không sánh bằng Uyển Thu, nhưng người cô có khí chất xuất trần. Đôi mắt sâu thẳm, người tỏa ra cảm giác mát lành cho người thấy được cô không phải vu tộc. Cô đến từ tiên tộc, cô là một túc nữ. Trong vu thành, vị trí khác, cách chỗ Tô Minh ở không quá xa, trong một lầu các ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên người đàn ông thân thể gầy gò sắc mặt không giận mà uy nghiêm ở trước mặt ngồi hai cô gái khuôn mặt hai cô gái gần như đúc nhưng một dịu dàng một lạnh lùng quần áo cũng khác nhau hai người ngồi đó nhắm mắt đang phun ra hít vào mộng nhi u nhi lần này ta mang theo hai ngươi là xem trong đó ai có thể truyền thừa y bác của ta phải xem tạo hóa lần này của các ngươi người đàn ông trung niên mở mắt ra mắt sâu thẳm hàng giọng nói nếu tô minh ở đây Nghe thấy giọng người đàn ông chắc chắn sẽ thấy quen tai. Nếu hắn cẩn thận ngẫm nghĩ vậy rất khả năng nhớ ra, giọng nói chỉ thuộc về một người, đó là Thiên Lam lão tổ, hai cô gái một là Thiên Lam Mộng, còn một chính là Thiên Lam U. Khi Thiên Lam lão tổ nói thì hai cô gái cùng mở mắt ra, Thiên Lam U vẻ mặt dứt khoát. Thiên Lam Mộng thì cúi đầu, thầm thở dài, kết thúc đại hội đổ bảo là bắt đầu đợt rèn luyện của các ngươi. Ánh mắt Thiên Lam lão tổ quét qua Thiên Lam Mộng nhíu mày nhưng không nói gì thêm thời gian chậm rãi trôi qua trên bầu trời chính mặt trăng ẩn đi theo trời dần sáng lên khiến mặt trời tạm tối đen trong bóng đen từ xa nhìn vu thành hóa thành bóng tối như là con thú hung thần ẩn núp trong đêm trên ngọn núi gần với vu thành đang đứng một người mặc áo đen y nhìn vu thành mắt chợt lóe cuộc chiến của chủ công và hồng la dù không biết tại sao ảnh chiếu phân thân tán đi thời gian ngắn không liên lạc được nhưng ta còn ở đây chắc chắn hồng la đã mất rồi thế thì túc mệnh không đáng sợ. túc mệnh, ngươi cho rằng có thể trốn thoát tầm mắt ta sao? trước khi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống, ta phải bình định. nhân đó lập công to, giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng người đó. đó là nô bột của đế thiên, ở trong mang tộc là người tiên tộc chỉ tồn tại vì tô minh. chỉ cần để ý tuyệt vu chốn này, còn có truyền thuyết khủng bố cửu thánh giới. bóng dáng ấy lầm bầm đi hướng vu thành, bầu trời rạng sáng có ánh bình minh bóng tối trên mặt đất như bị bàn tay vô hình dở lên tấm màn đen, khiến mặt đất dần sáng lên, một ngày mới đến, đại hội đổ bão, đến, chương 445, đại hội đổ bão. Khi ánh nắng dọc theo cửa sổ chiếu vào thì Tô Minh ngồi tỉnh tọa nửa tháng bế quan lần đầu tiên mở mắt ra, bên trong chợt lóe tia sáng, hoặc nhìn tới trạng thái đỉnh cao nhất, theo ánh ánh chiếu sáng cả căn phòng, Tô Minh không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ngửi một cái, hải tủy, vật này có thể khiến tu vi nhanh chóng hồi phục, có lẽ dùng tại đây được. Tô Minh cất cái bình, đứng lên, sửa sang quần áo xong đẩy cửa phòng, bước ra. Khi hắn đi ra thì cửa phòng Nam Cung Ngân cũng mở, gã tinh thần tràn trề, mặt tự tin cất bước đi nhanh ra khỏi phòng. Trông thấy Tô Minh, gã cười chắp tay với hắn, mặt huynh, một tháng không gặp phong thái càng hơn. Tô Minh mỉm cười nhìn Nam Cung Ngân, hơi kinh ngạc nói. Nam Cung Ngân hình như tu vi tăng tiến không ít, Xem ra chẳng những hòa hợp cửu âm linh mà bản thân cũng có tạo hóa. Ha ha, ta tăng tiến một chút tính cái gì, nhưng coi như thành công liên lạc với Hàm đại nhân." Nam cung Ngân cười nói, cùng Tô Minh đi xuống cầu thang. Lúc hai người đi xuống, A Hổ, Lang Lang và Khải Đông, ba thiếu niên nam nữ cũng ra khỏi phòng, cung kính chào Tô Minh và Nam cung Ngân. Tô Minh nhìn A Hổ, Lang Lang, đôi thiếu niên nam nữ này vẻ mặt rất hưng phấn và mong chờ hiển nhiên cũng biết hôm nay là đại hội đổ bảo vu tộc. Tô Minh suy tư, đưa mắt nhìn Nam Cung Ngân, Nam Cung Huynh, ta có chuyện muốn cầu, có liên quan đến thiếu niên nam nữ này. Nam Cung Ngân quét mắt qua A Hổ, lang Lan, cười cười nói, không sai, xem bộ dạng thì họ rất muốn nhìn đại hội đổ bảo một lần. Nếu đi thì xin Nam Cung Huynh chăm sóc dùng cho, để họ có thể bình an trở về. Còn bên ta có khả năng sẽ gặp chút biến cố, chậm trễ chút thời gian. Tô Minh trầm ngâm chắp tay hướng Nam Cung Ngân, cái này dễ thôi, mặt huynh cứ yên tâm. Nếu ta không thể bảo hộ được đôi thiếu niên nam nữ này thì không mặt mũi nào gặp mặt huynh nữa. Nam Cung Ngân sắc mặt nghiêm túc nói, vậy thì cảm ơn. Tô Minh gật đầu, mặt huynh, chúng ta không nói nhiều, nhanh đi chỗ đại hội đổ bảo thôi. Có thu hoạch gì không phải xem vận may của chúng ta. Nam Cung Ngân vội nói, Tô Minh đồng ý, hai người dẫn đám lang lang ba thiếu niên nam nữ rời khỏi nhà trọ. Nam Cung Ngân quen thuộc dẫn mọi người lao nhanh đi xa, cả vô thành đa số đều rời khỏi chỗ ở vào lúc này, đi vị trí giữa thành, chỗ tổ chức đại hội đổ bão. Chính giữa vô thành trên bầu trời đang trôi nổi hơn một ngàn hòn đá đỏ rực kích cỡ khác nhau. Trong đó lớn cỡ mười mấy mét, nhỏ thì cỡ đầu người, đông đúc rậm rạp. Dù chỉ hơn một ngàn khối nhưng nhìn trong mắt thì đông nghìn nghịch khiến người thấy kinh khủng và cảm giác áp lực mãnh liệt. Những hòn đá tỏa ra ánh sáng đỏ như nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến người hít thở dồn dập. Bầu trời hơn một ngàn xích thạch bị chia thành tám hướng, mặt đất dựng cái bình đài cao cao, mặt trên đang đứng vô số người, bên ngoài rậm rạp bầy người. Họ không tư cách tiến vào bình đài nhưng cũng có thân phận mua xích thạch nên dù là đứng ngoài thì tâm tình rất hưng phấn. Trên bầu trời, chính giữa đám xích thạch bền bồng và bình đài dưới đất đang trôi nổi tám đại điện mỗi đại điện chấp lóe ánh sáng, bên trong tồn tại người thân phận cực kỳ cao quý, bên ngoài tám đại điện bền bồng gần trăm pháp khí kỳ lạ, những pháp khí này chấp lóe ánh sáng thành hình tròn, như vô số quan hoàng giao nhau lấp lóe tạo cảm giác sắc bén, gần trăm pháp khí đều đang từ từ di chuyển, mỗi lần hai quan hoàng giao nhau sẽ phát ra tiếng xẹt xẹt, thanh âm rất chói tai, truyền khắp tám hướng, chỗ càng xa hơn, trong vô thành có nhiều người lục tục đến rồi, Tô Minh chính là ở trong số đó nếu như không có Nam Cung Ngân, họ chỉ có thể ở mé ngoài tham gia đại hội đổ bảo, dùng thân phận của Nam Cung Ngân dẫn theo đám Tô Minh xuyên qua đám người đi hướng bình đài, ở vị trí gần mặt trước tìm chỗ ngồi xuống, bốn phía thanh âm ồn áo náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung một ngàn xích thạch trôi nổi trên trời. Trong ánh mắt có mong chờ, khát vọng, kích động, mơ màng, sắp bắt đầu rồi. Mặt huynh, đây là nhóm xích thạch giao dịch đầu tiên. Lát nữa bắt đầu, mỗi người có thể bay lên giữa không trung xem xét xích thạch mặt trên chúng nó có số nếu vừa ý hãy nhớ kỹ dãy số sau đó thì đấu giá người ra giá cao liền được nam cung ngân mắt đầy mong chờ giới thiệu với tô minh tô minh ngồi đó ngẩng đầu nhìn xích thạch trên trời mắt chớp lóe chỗ này quá nhiều người tồn tại không ít cường giả hắn không tiện tỏa thần thức trong phút chốc không thấy ô đa nhưng hắn đoán dù mình không tìm Oda thì gã sẽ tìm cách đến kiếm hắn. Cảm giác chỗ này ồn ào, từng âm thanh hợp thành một chỗ hình thành tiếng ù ù quanh quẩn bốn phía, khiến đại hội đổ bảo chưa bắt đầu mà đã cực kỳ náo nhiệt. Lần này ta nhất định phải mở ra một thảo dược. Vì lần đổ bảo này, ta trước khi đến chuẩn bị rất nhiều vô tinh. Đổ bảo, đổ bảo, đổ là kích động một bước lên mây, một chớp mắt rớt xuống địa ngục. Ta không tin, lần này phải mua 10 khối, hì hì so với mua xích thạch, ta càng mong chờ người ta mua xong mở ra tảng đá. Nhìn người tốn nhiều vô tinh mua đá kết quả không đáng một đồng thì biểu tình cực kỳ đặc sắc, từng tiếng ù ù không ngừng vang vọng. Theo thời gian trôi qua, lại nửa tiếng đồng hồ, một ngàn xích thạch bền bồng trên trời đột nhiên tỏa ánh sáng chói lóa, dùng mặt đất thành màu đó, một giọng nói khàn khàn tan thương từ từ phát ra từ bầu trời, mục đích các vị tới đây đa phần là vì lần đổ bão này. Theo thanh âm tan thương quanh quẩn, mặt đất dần yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, bầu trời vặn vẹo bước ra một người, người này bóng dáng mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, chỉ nhận ra mái tóc trắng như là người già. Nhưng lão đứng đó tỏa ra uy áp như có thể so với áp lực của hơn một ngàn xích thạch, khiến ánh mắt mọi người bất giác bị lão hấp dẫn. Đại trưởng lão vu thần điện, nghe nói tu vi chỉ kém nửa bước là vào tuyệt vu. Nam Cung Ngân thấp giọng nói, Tô Minh mở mắt ra nhìn bóng dáng mơ hồ trên trời, gật đầu, nếu các vị đến vì đổ bảo thì lão phu không dài dòng. Trong đại hội đổ bảo, lần này vu thần điện tổng cộng chuẩn bị 10 đợt xích thạch, mỗi đợt 1.000 viên. Theo quy tắc cũ, mỗi xích thạch đều có số, các vị có thể trước lựa chọn. Cùng lúc đó, chỗ này còn cung cấp pháp khí chuyên mở xích thạch, lấy pháp khí này đập vỡ đá có thể khiến mọi người thấy rõ ràng hơn. Ông lão bóng dáng mơ hồ nâng tay lên, chỉ vào vòng tròn gần trăm pháp khí giữa không trung nhưng ta phải nhắc nhở các vị. Các ngươi thông qua đường khác lấy đến xích thạch lão phu không quản lý, nhưng từ đại hội đổ bảo lấy được xích thạch nhất định phải ngay mặt mở ra, không phải chỉ cắt một cái mà dùng pháp khí hoàn toàn đập nát, mãi đến khi xác định bên trong không có thảo dược hay vật khác mới tính hết. Nếu ai không làm theo, đừng trách lão phu trở mặt. Ông lão nói mấy câu giọng rất âm trầm, giờ thì, đại hội đổ bảo, bắt đầu. Ông lão nói xong vung tay áo, bay lên một tòa đại điện bền bồng, ngồi xếp bằng, mắt tỏa sáng nhìn phía dưới, nghe lời ông lão nói, Tô Minh nhướng mày nhưng rất nhanh giãn ra. Hiển nhiên Vu thần điện lo lắng có bảo vật không biết bị mở ra nên mới cưỡng ép đặt quy định, vậy thì có thể khống chế tất cả trong tay, xem mọi người xung quanh dù có bất mãn nhưng đa số lặng lẽ nhận, hiển nhiên quy định này không chỉ lần này mới có mà vẫn luôn như vậy. Hèn chi nam cung ngân biết số lượng thảo dược hiếm thấy mở ra trong đại hội đổ bảo đổ bảo như vậy kỳ thực cũng không phải đổ bảo. Tô Minh suy tư, trong đám người đã có kẻ bay lên trời, lao đến ngàn xích thạch trên trời. Ngay sau đó, càng nhiều người bay lên, phút chốc từng cầu vòng xé gió. Trên bầu trời, bên ngoài xích thạch bị đám đông bao vây, tiếng bàn tán ầm ĩ lại lần nữa đánh vỡ im lặng, khiến không khí nóng hơn. Nam Cung Ngân chấp tay hướng Tô Minh, cũng bay lên không trung. Tô Minh im lặng dây lát, bước đến bầu trời. Còn đám thiếu niên như Lan Lan không thể bay lên thì ở dưới đất kích động nhìn, trên bầu trời quá nhiều người, gần như mỗi khối xích thạch đều quay quanh nhiều người. Có kẻ hai mắt chớp lóe, hoặc là thấp giọng bàn tán với nhau, hoặc quay quanh không ngừng phân tích xem xét, nhưng bên ngoài xích thạch đều có cấm chế, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, nếu không sợ rằng có không ít người sẽ tự tay sờ phán đoán bên trong có tồn tại báu vật không. Tô Minh chậm rãi bước đến, đi qua đám người, ánh mắt lướt qua từng viên xích thạch thần thức của hắn chặt chẽ quan sát tiểu nhân đen trong túi trữ vật, chương 446, ánh sáng kỳ lạ. Đá này không tệ. Ngươi nhìn hoa văn đi, là hàng ngang, ta kết luận bên trong chắc chắn có pháp khí. Ta từng phân tích, hoa văn dọc đa phần là thảo dược, chỉ có hàng ngang mới có pháp khí, khối xích thạch này tỏa ánh sáng chói nhất, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, bên trong bảy phần chắc chắn không trống rỗng, tô minh đi qua. Bên tai vang từng tiếng xôn xao bàn tán. Ánh mắt Tô Minh không ngừng quét qua từng xích thạch, đi gần sát. Nhưng hắn đi qua bên cạnh hơn 100 xích thạch mà không ngửi được mùi thuốc, tiểu nhân đen trong túi trữ vật cũng không có chút biến đổi, Tô Minh biểu tình bình tĩnh tiếp tục đi. Thời gian trôi qua, khi Tô Minh đi qua hơn 500 khối xích thạch thì vẫn không ngửi thấy mùi thuốc, tiểu nhân đen cũng là bộ dạng cũ, không lẽ tiểu nhân đen chỉ có phản ứng với Long Diệp thảo? Tô Minh nhíu mày, lại đi qua hơn 100 viên xích thạch đột nhiên hắn ngừng bước chân tuy rằng hắn không ngửi thấy bất cứ mùi thuốc nào nhưng tiểu nhân đen trong túi trữ vật đang rung động dữ dội theo đó ở tráng tiểu nhân có đồ án nhanh chóng lấp lóe ánh mắt tô minh tập trung vào xích thạch cao cỡ một người tảng đá thoạt trong trừ kích cỡ thì không khác gì xích thạch khác nhưng tô minh đến gần đứng cạnh nó thì tiểu nhân đen trong túi trữ vật thân thể rung lắc dữ hơn ngay sau đó tráng tiểu nhân đồ án chấp lóe rốt cuộc ngưng tụ đó là một đóa hoa đen, chỉ có ba cánh. Mỗi một cánh hoa có một mặt quỷ dữ tợn. Nhưng bộ dạng ba cánh hoa đều héo tàn, chỉ là gốc hoa còn có chút sự sống. Tô Minh mắt chợt lóe, nhớ kỹ số hòn đá này, 697, hắn không lộ vẻ gì, không đứng bên cạnh xích thạch này quá lâu, đi tới khối kế tiếp. Mãi đến khi hắn xem hết một ngàn hòn đá, khóe miệng Tô Minh nhếch nụ cười khổ, xem ra tiểu nhân đen chỉ mẫn cảm với thảo dược nếu không thì trong một ngàn khối, ba khối khiến nó kích động tại sao đều là thảo dược. Nhưng vậy cũng tốt, trong ba cái có một là ông độc tím Ánh mắt Tô Minh nhìn chầm chầm hòn đá có số 949, hòn đá không to, chỉ cỡ nửa người, bên trong dược liệu đã héo tàn hóa thạch, nhưng chỗ nhụy hoa, Tô Minh nhìn thấy một con ông độc màu tím, ông độc như đang ngủ say, không động đậy, dù sức sống yếu ớt nhưng chỉ cần có một chút sự sống chứng minh nó chưa chết. Tô Minh từ giữa không trung đáp xuống, chờ dây lát lục tục có người trở về. Ai nấy có ý định riêng nhìn xích thạch trên bầu trời, tới lúc rồi, các vị hãy lùi lại. Trước đấu giá 100 xích thạch, đấu xong tiếp tục. Nửa ngày, ông lão thân hình mơ hồ ngồi xếp bằng trên một đại điện vu thần điện từ từ nói, giọng như sấm đánh vang vọng chấn động không khí, khiến những người còn quay quanh xích thạch biến sắc mặt, lưu luyến quay về mặt đất, xích thạch số 1, theo kích cỡ, giá thấp 10 vạn vu tinh, mỗi lần ra giá không ít hơn 2 vạn. Bắt đầu. Ông lão thân hình mơ hồ bình tĩnh nói, trên bầu trời xích thạch bền bồng đối với những người đã xem xét qua cực kỳ quen thuộc con số. Xích thạch số 1 là khối đá cao 3 mét, bề ngoài nhìn không có gì, chỉ có hơi khác là hoa văn bên trên là ngang chứ không phải dọc. 12 vạn, ông lão nói dứt lời lập tức trong đám người có kẻ hô lên. Đại hội đổ bảo vu thần điện tổ chức, coi như người tham gia nhiều nhưng ít khi có kẻ kêu loạn giá, bởi vì nếu không thể mua thì kết cục tương đương với treo chọc vu thần điện, càng chọc vào tất cả vu nhân nơi đây, người như thế không thể sống sót ra chút cửu giới, 18 vạn, 26 vạn, 32 vạn, 40 vạn, tiến ra giá liên tiếp, hiển nhiên người phát hiện khối xích thạch này khác biệt không ở số ít. Tô Minh ngồi đó nhìn xích thạch số 1, hắn chỉ biết bên trong không có thảo dược, nhưng rốt cuộc có tồn tại vật khác hay không thì chỉ có thể đoán đấy là hoa văn ngang, rất hiếm thấy. Mình nhớ mấy lần trước nó xuất hiện đa số đều có vật. Nam Cung Ngân lầm bầm, mắt chợt lóe tia sáng, 50 vạn. Gã kêu giá, Tô Minh cười khổ lắc đầu. Hiện giờ trên người hắn có vô tinh chỉ hơn 10 vạn, so sánh với đám người này thật là hầu bao eo hẹp. Nhưng nếu hắn đã đến thì tất nhiên có chuẩn bị. Đấu giá vì đề phòng xuất hiện không có nhiều vô tinh thì có thể dùng vật phẩm đổi lấy hơn nữa không phải một mình vu thần điện gồm thâu, có không ít đại bộ lạc cũng nhân cơ hội mua. Khi Nam Cung Ngân kêu giá 50 vạn, dù bốn phía còn xì xào bán tán nhưng không ai ra giá tiếp. Ông lão ngồi xếp bằng trên nóc đại điện liếc Nam Cung Ngân một cái, không tuyên bố thuộc về ai mà chậm rãi đấu giá xích thạch thứ hai. Điều này khiến Tô Minh lấy làm lạ. Hắn từng tham gia đấu giá Hải Đông Tông ngoài Thiên Hàng Tông, nói về xa hoa thì đấu giá Hải Đông Tông cực kỳ huyển lệ nhưng so với vu tộc, đấu giá nơi này càng trực tiếp, khổng lồ. Thậm chí thái độ hoàn toàn trái ngược, đấu giá hải đông tông thường giới thiệu nhiều, dụ dỗ làm chính. Còn vu tộc ra vẻ muốn mua hay không thì tùy. Nhưng càng là vậy thì hiệu quả càng tốt. Tô Minh thậm chí có cảm giác vô nhân xung quanh thái độ là loại tranh giành. Nhưng hắn nhớ tới lời Oda, hiển nhiên vu thần điện là bị ép bất đắc dĩ mới có đại hội đổ bảo, nên cũng dễ hiểu thôi thời gian đấu giá rất nhanh qua, 100 xích thạch đầu trừ nam cung ngân mua 50 vạn, cái khác đa số mười mấy vạn, mấy chục vạn mua đi. Khi đấu giá xong 100 cái đầu, khiến Tô Minh chú ý là sự kiện mở ra. Hắn muốn xem đám người rốt cuộc làm sao phá vỡ xích thạch, nam cung ngân hồi hộp bay lên, 99 người khác cũng bay lên trên vây quanh 100 pháp khí quan hoàng. 100 xích thạch tự động hạ xuống lao hướng 100 người, không biết dùng cách gì mà theo danh sách đấu giá, bay đến bên cạnh mỗi người, Tô Minh nhìn vài lần, hơi hiểu ra. Tại sao như vậy? Là vì những pháp khí cũng có số. Đứng ở số thứ nhất là Nam cung Ngân, không phải xích thạch số một bay hướng gã mà là hướng tới pháp khí số 1, một. 100 một người đứng cạnh pháp khí, xích thạch đến gần, ai nấy vẻ mặt khác nhau nhưng đa số là hồi hộp và mong chờ, so với họ thì đám vô nhân bên dưới kích động hơn. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm, tiếng rì rầm không ngừng dâng lên, Tô Minh tập trung nhìn bên tai ù vang. Hắn thấy Nam Cung Ngân hít sâu, tay phải nâng lên hư không chọc xích thạch. Xích thạch chậm rãi bay đến, tới gần pháp khí quang hoàng. Pháp khí liền phát ra tiếng vù vù, chợt biến to bao lấy xích thạch, xoay nhanh, theo nó xoay nhanh, thật nhiều mảnh vụn từ giữa không trung rơi xuống. Tô Minh mắt chớp lóe, nhìn những pháp khí. Pháp khí xoay tròn rất nhanh, thế mới khiến xích thạch chậm rãi thu nhỏ lại, đây là pháp khí chuyên môn cắt xích thạch. Đang lúc Tô Minh nhìn thì Nam Cung Ngân nhanh chóng nâng lên tay phải chỉ hướng pháp khí. Cái chỉ này có tiếng xẹt xẹt truyền ra, pháp khí xoay nhanh chậm rãi tạm dừng. Xích thạch đã thu nhỏ hơn phân nữa, Nam Cung Ngân căng thẳng đi qua nhìn nửa ngày, lại chỉ pháp khí, lập tức pháp khí lóe ánh sáng, xuất hiện mũi nhọn đâm vào đá đỏ, kêu vù vù, đâm xuyên qua nó, liên tục nhiều lần, Nam Cung Ngân thở dài. Đám người thấy vậy lại dấy lên tiếng xôn xao. 50 vạn mà xem ra mua không được cái gì, không sai, lúc trước cắt không xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, có thể thấy xích thạch này không thuần, có ánh sáng kỳ lạ cũng vô dụng. Xuất hiện ánh sáng kỳ lạ thì rất nhiều nhưng đụng phải vật hóa thạch chân chính có hiệu quả rất ít, thôi, trực tiếp đánh nát cho rồi, đây là khối đá vô dụng, Nam Cung Ngân có chút không cam lòng nhìn chầm chầm hòn đá, cắn răng, tay phải lại nâng lên lần nữa chỉ pháp khí. Lập tức pháp khí lại xuyên thấu xích thạch, tiếp tục đâm vài chỗ đột nhiên một lần đâm cuối cùng có ánh sáng đỏ chói mắt từ lỗ hổng kịch liệt chớp động ánh sáng toát ra khiến người bên dưới kinh hô tô minh tập trung nhìn bên tai tiếng xôn xao nổi lên bốn phía ánh sáng kỳ lạ có ánh sáng kỳ lạ rồi đây là đụng vào vật tồn tại trong xích thạch mới xuất hiện ánh sáng kỳ lạ nam cung ngân vẻ mặt kích động đang định tiếp tục thì trong tám đại điện có một tòa đột nhiên truyền ra thanh âm nam cung ngân bán tảng đá này cho ta đi Ta ra 80 vạn vu tinh, Nam Cung Ngân do dự một chút, đôi mắt đỏ rực nhìn xích thạch tỏa ánh sáng kỳ lạ. Gã không nói hai lời, tay phải lại chỉ, lập tức Quang Hoàng nhanh chóng chuyển động. Xích thạch ngày càng nhỏ, cuối cùng, Quang Hoàng ngừng thì xuất hiện trước mặt Nam Cung Ngân là một khối đá trong suốt cỡ nắm tay, trong hòn đá không có gì hết. Bên trên có một góc vỡ, tồn tại dấu vết bị đâm xuyên, Nam Cung Ngân ngẫn ra, mặt biến đổi, cuối cùng thành cười khổ. Trong đá vốn có vật, nhưng năm tháng trôi qua cộng thêm ngươi cắt mở đá không đúng khiến phong hóa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trên đại điện, ông lão ngồi xếp bằng từ từ nói, chương 447, âm ảnh. Sau Nam Cung Ngân, mấy người khác cũng lục tục dùng pháp khí quan hoàng cắt xích thạch, đôi khi sẽ có ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Mỗi lần có ánh sáng kỳ lạ thì sẽ khiến mọi người chú ý, chẳng qua lúc cắt ra mỗi người đều lấy túi trữ vật đặt trên pháp khí quan hoàng, rồi mới khiến pháp khí vận chuyển. Tô Minh nhìn vài lần, khi Nam Cung Ngân ủ rũ trở về thì hắn thu lại tầm mắt. Mặt huynh, ngươi nói xem lần này ta vào chút cửu giới có phải là xui lắm không? Đi lấy cửu âm linh bị lão già lừa lọc hố, nhìn trúng xích thạch, rõ ràng bên trong có vật nhưng bị ta cắt hư. Nam Cung Ngân cười khổ, nhìn vu tộc trên bầu trời đang cắt xích thạch, bên tai vang tiếng nói chuyện xôn xao, than thở với Tô Minh. Tô Minh vốn định khuyên vài câu nhưng lời đến bên miệng thì không biết nên khuyên làm sao. Hắn cảm thấy Nam Cung Ngân đúng là không may lắm. Chú Nam Cung, không có việc gì đâu, một tảng đá thôi mà, lát nữa chú mua mấy cái, chắc chắn có thể cắt ra bảo bối. Lan Lan ở một bên chớp mắt khuyên, năm chục vạn, năm chục vạn A. À. Nam Cung Ngân ngẩng đầu nhìn xích thạch bền bồng trên trời, mắt lộ không cam lòng, khụ. Ta cảm thấy loại đổ bảo này nếu không có tin chất thì đừng tiếp tục nữa. Mới nảy mặt ta đúng là cảm nhận cái loại cảm giác người ta nói, một bước lên mây, một chân rớt địa ngục. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, thấy trong mắt gã không cam lòng, biết có khuyên cũng vô dụng, thầm than, không nói gì nữa. Hắn vẫn không hiểu nổi những người rõ ràng dựa vào vận may tại sao ham thích đổ bảo như vậy. Đang lúc hắn suy tư thì bỗng nhiên xung quanh ồn ào lên, ánh sáng kỳ lạ hai màu, đây, đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu, không sai, lại xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu. Chết tiệt, ta nhớ số khối xích thạch này là 87, ta, lúc trước ta vừa ý khối này, lời to rồi. Người này chỉ tốn chưa đến 20 vạn vu tinh, chỉ cần có thể xuất hiện ánh sáng kỳ lạ là giá tăng gấp đôi, bây giờ lại còn xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu hiếm thấy, giá đủ lên đến trăm vạn, theo tiếng kinh kêu phạm vi lớn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thấy trên trời trong nhiều pháp khí quan hoàng có một xích thạch trong pháp khí tỏa ra hai ánh sáng đỏ xanh hai ánh sáng giao nhau lượng lờ chiếu rọi xung quanh 10 mét. Bên cạnh pháp khí quan hoàng đứng một ông lão, lão vẻ mặt kích động và mừng như điên, ở đó cười to. Mắt lão lóe sáng, tay phải hư không chỉ vào pháp khí, lập tức nó giảm tốc độ xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Ánh sáng kỳ lạ hai sắc cực kỳ dễ thấy, cắt tiếp đi chứ. Xem tình hình lại đâm ra một cái lỗ, nói không chừng có thể ra âm ảnh. Chỉ cần ra một âm ảnh là giá trị đá càng lớn ta thấy không có đâu. Ánh sáng kỳ lạ hai màu đã hiếm thấy, cơ hội xuất hiện ảnh không lớn, người bốn phía lại vang tiếng thảo luận khi ông lão ngừng cắt đá. Nhiều người to tiếng thúc giục, nỗi lòng ghen tị, hâm mộ phức tạp lộ rõ trong lời nói, người sở hữu xích thạch số 87, người không cần cắt, lạc thần bộ lạc ta ra giá 100 vạn vu tinh mua đá này. Giữa không trung một trong tám đại điện truyền ra giọng nói bình tĩnh, 100 vạn mà cũng muốn mua ánh sáng kỳ lạ hai màu. Trong tảng đá có hai màu chắc chắn tồn tại đồ vật, người sở hữu xích thạch số 87, lão phu là thiết một đông lai bộ lạc, cho ngươi 130 vạn, bán cho ta, một tòa đại điện khác truyền ra giọng tô minh quen thuộc, chính là thiết một hậu vu, người sở hữu xích thạch đó vẻ mặt do dự. Lão nhìn xích thạch, lại nhìn hai đại điện truyền lời nói, hiển nhiên bài học của Nam Cung Ngân khiến lão chần chờ, cắt, cắt tiếp đi. Chết tiệt, chút dụ hoặc vậy đã động lòng lão tử quan năm chục vạn kìa, còn không phải cắt hết. Nam Cung Ngân nghiến răng nghiến lợi ngồi cạnh Tô Minh, mắt nhìn chầm chầm không trung thêm nhiều tơ máu. Nam Cung Huynh, hai màu thế này là sao? Dù Tô Minh hiểu không ít về đổ bảo nhưng so với người nhiều lần đến đây thì không bằng. Hắn nhìn hai màu đỏ xanh, hỏi Nam Cung Ngân, mặt Huynh có điều không biết. Trước khi cắt xích thạch đổ bảo thì dùng cách gì cũng nhìn không thấu, nhưng lúc cắt sẽ xuất hiện một ít quy luật trong đó ánh sáng kỳ lạ là một trong những quy luật, khi xuất hiện chứng minh bên trong không phải trống rỗng, có lẽ thật tồn tại bảo vật, cũng có lẽ là thứ hóa thạch không tác dụng. Nhưng xuất hiện hai ánh sáng kỳ lạ thì chứng minh dù là vật hóa thạch cũng có chút tác dụng, lấy đó suy ra, trong lịch sử đại hội đổ bảo, tối đa xuất hiện bảy luồng ánh sáng kỳ lạ, mở ra báo vật hiếm thấy. Còn lúc trước người ta nói âm ảnh cũng nằm trong quy luật, chẳng qua cơ hội xuất hiện âm ảnh hiếm hơn ánh sáng kỳ lạ rất nhiều. Nguyên lý của nó là ngươi có thể xem vật trong xích thạch bị phong ấn khi hơi tiếp xúc bên ngoài thì khoảnh khắc lộ ra ảo ảnh kỳ lạ. Xuất hiện ánh sáng kỳ lạ có thể chứng minh bên trong tồn tại vật. Xuất hiện âm ảnh chứng minh vật tồn tại không phải tầm thường, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, nếu không thì lúc trước ta mở ánh sáng kỳ lạ không do dự như thế. Nhiều lần đại hội đổ bảo đều có loại thoạt trông rất tốt, có ánh sáng kỳ lạ thậm chí xuất hiện âm ảnh, nhưng khi mở ra thì bên trong vẫn trống rỗng thế nên đổ bảo, cái gọi là quy luật là mọi người lần mò ra, nói thật là thật, nói giả cũng giả. Nam cung Ngân thở dài giải thích với Tô Minh, đang khi hai người nói chuyện thì người sở hữu xích thạch số 87, ông lão quyết định, tay phải nâng lên không biết nên hành động ra sao, đột nhiên một trong tám đại điện truyền ra giọng nữ, tất cả điều này trừ phi ngươi mở ra đá hết, hoặc là xuất hiện âm ảnh, nếu không thì ánh sáng kỳ lạ hai màu cứ thế, giá trị đá sẽ không tăng thậm chí có khả năng hạ thấp hoặc là tình huống bị cắt hư. Nếu ta là ngươi thì không bằng bây giờ bán đi, mặc kệ thế nào thì cũng có thu hoạch, thu hải bộ lạc ta nguyện dùng 150 vạn thu đá này. Khi Tô Minh nghe thấy giọng đó, mắt chợt lóe, dưới mặt nạ biểu tình bình tĩnh. Hắn nghe ra giọng đó là thuộc về thánh nữ thu hải bộ lạc quyển Thu. Trên bầu trời, người sở hữu đá số 87, ông lão vẽ mặt dãy dụ lát sau thở dài chắp tay cúi đầu đại điện truyền đến giọng thánh nữ thu hải bộ lạc nếu hải thu đại bộ lạc đã vừa ý đá này thì ta đồng ý giao dịch khi ông lão thốt lời lập tức trong đại điện bay ra cầu vồng trong cầu vồng là một ông lão mái tóc xám mặc áo xanh đi đến thì người ẩn hiện tu vi là cường giả hậu vu lão bước chậm rãi tiến đến cạnh ông lão ném ra túi trữ vật không thèm liếc ông kia một cái nhìn xích thạch trong quan hoàng thật lâu sau nhướng mày nói còn không đi ông lão ở một bên vội vàng rút lui, lưu luyến vừa lùi vừa ngoái đầu nhìn xích thạch, lão chưa đáp xuống đất thì quang hoàng pháp khí lập tức di chuyển, tiếng ù ù vang vọng. Xích thạch lập tức thu nhỏ, người hậu vu thu hải bộ lạc liên tục khống chế vài lần, tiến một bước, quát khẽ, nâng lên tay phải mạnh vỗ hòn đá. Cú vỗ này khiến xích thạch tồn tại nhiều lỗ hổng bị xuyên thấu co rút không ít chợt xuất hiện khe hở liên tiếp với lỗ hổng bị xuyên thấu. Hoành một tiếng vỡ thành bốn năm mảnh, một khối đá trong suốt cỡ đầu người bền bồng trong lòng bàn tay ông lão, tảng đá trong suốt lóng lánh, bên trong tồn tại quạt sắt, quạt tràn đầy rỉ sét nhìn rất bình thường nhưng có sát khí như ẩn như hiện tỏa ra, pháp bảo, đây chắc chắn là pháp bảo, pháp bảo chúc cửu giới, không biết bao nhiêu năm, lần này thu hải bộ lạc lời to rồi. 150 vạn vu tinh, chẳng chút mạo hiểm mua được một bộ pháp bảo, ha ha, giá trị của nó khó mà đoán. Tôn Minh nhìn tảng đá trong suốt trong tay ông lão hậu vu thu hải bộ lạc giữa không trung, mắt chợt lóe. Nam Cung Ngân ở bên cạnh biểu tình buồn bực, hiển nhiên nghĩ đến việc phía trước, ông lão bán vật đó với 150 vạn vu tinh ngây ngẩn, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên lòng rối rắm không thua gì Nam Cung Ngân. Lúc trước lý do lão bán đá đi nguyên nhân chủ yếu vì chịu không nổi chớp mắt mất đi 150 vạn vu tinh, trên bầu trời, ông lão hậu vu thu hải bộ lạc mặt lộ nụ cười, lật tay phải, tảng đá lập tức biến mất. Lão xoay người đi hướng đại điện thu hải bộ lạc, đỉnh đại điện khác trưởng lão vu thần điện ngồi xếp bằng mặt không biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khi lão nhìn tảng đá trong suốt bị mở ra thì con ngươi ro rút, tiếp tục, đấu giá xích thạch số 101 đến 200. Khi 100 xích thạch đầu lục tục bị cắt hết, không khí đạt đến đỉnh thì càng nhiệt tình với nhóm đấu giá thứ hai, 20 vạn, 30 vạn, 35 vạn, 50 vạn, 60 vạn, từng viên xích thạch bị đấu giá, tiếng kêu giá nối liền không dứt. Một trăm xích thạch không lâu sau bị người tranh nhau mua đi, Nam Cung Ngân mấy lần muốn mở miệng nhưng kiềm chế. Tô Minh thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn chứ không tham gia đấu giá. Hắn đang chờ, chờ ba khối xích thạch số 697, 901, 949. Ba khối này là vật Tô Minh nắm chắc trăm phần trăm, còn cái khác, hắn sẽ không đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 xích thạch nhóm thứ hai sau khi đấu giá, cắt, bên trong xuất hiện hai cái có ánh sáng kỳ lạ nhưng bị cắt ra thì một cái trống rỗng, vài chục vạn khoảnh khắc trôi đi. Còn cái kia dù có vật nhưng lúc mở bên trong đã hoàn toàn hóa thạch, vừa đụng vào liền thành cho bụi. Chương 448, 697 Tô Minh kiên nhẫn chờ đợi, nhìn viên thứ 300, 400, 500, 600 bị bán ra, bị những người mua ở trước mặt tộc nhân toàn vu thành cắt mở. Tô Minh cứ chờ đợi quan sát, quan sát cách 500 người khống chế quan hoàng, quan sát pháp khí quan hoàng kỳ lạ. Đặc biệt mỗi lần trước khi khiến pháp khí quan hoàng di chuyển thì mỗi người đều lấy ra túi trữ vật đặt bên trên khiến Tô Minh nhìn ra, trong túi trữ vật chắc có chứa vô tinh cần thiết để mua đá đó. Trừ điều này ra, Tô Minh quan sát cảm xúc xung quanh bị thiêu đốt, vô nhân gần như điên cuồng. Trong 500 viên xích thạch, Tô Minh tính toán có 12 viên tỏa ánh sáng kỳ lạ, nhưng bên trong chỉ 5 viên có vật chất, còn lại trống trơn nhưng dù là vậy thì trong năm viên có đồ thì hai viên mở ra có thứ khiến người xôn xao cái thứ nhất bị thu hải bộ lạc mua đi cái thứ hai bên trong có lũ tóc đen tóc ở trong khối đá trong suốt to cỡ bàn tay nhìn sống động như thật tồn tại không ít sức sống dường như chỉ cần bóp nát tảng đá liền có thể hoàn chỉnh lấy ra nó vật đó ngay cả trưởng lão phu thần điện cũng rung động lấy giá trên trời mua đi nó thời gian trôi qua giờ đã là đêm khuya nhưng bầu trời dưới ánh sáng xích thạch dưới đất vô số ánh đèn chiếu rọi nhìn không khác gì ban ngày trong lúc đó nam cung ngân cắn răng lại mua một khối xích thạch nhưng kết quả là mặt huynh ta không định tiếp tục nữa đợi xem đi ai một ngàn xích thạch ngày đầu vô duyên với ta rồi mặt huynh ngươi có muốn mua gì không dường như nam cung ngân đã chấp nhận số phận ở bên cạnh tô minh than ngắn thở dài ba thiếu niên nam nữ nhóm lan lan trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả vẻ mặt chấn kinh không khí kịch liệt thế này thật dễ dàng lây nhiễm cảm xúc mọi người. Khiến người ở đây tự chủ bị suy yếu đến mức tận cùng, Tô Minh gật đầu, bây giờ trên bầu trời, giọng trưởng lão vô thần điện chậm rãi truyền khắp mặt đất, đại hội đổ bảo mãi đến khi bán hết một vạn viên sẽ không tạm ngừng. Nếu có ai không muốn tiếp tục thì tùy thời rời đi Bây giờ Số 601 đến 700 Bắt đầu đấu giá Ông lão biểu tình bình tĩnh nói Nói xong mắt quét mặt đất Tô Minh hít sâu hắn đợi cả ngày, đợi là giờ phút này, 23 vạn, 37 vạn, 42 vạn, dù là đêm khuya nhưng mức độ náo nhiệt tại đây chẳng chút giảm bớt, ngược lại ngày càng kịch liệt. Khai giá càng lúc càng cao, Tô Minh luôn không lên tiếng, hắn đang chờ. Mãi đến khi xích thạch thứ 696 bị người lấy giá 42 vạn mua thì xích thạch thứ 697 bắt đầu đấu giá, khối xích thạch cao cỡ một người thoạt trong không khác gì tảng đá khác, bề ngoài không bắt mắt, nhưng chỉ mình Tô Minh biết, bên trong tảng đá kia tồn tại một đóa hoa ba cánh. Dù hai cánh hoa héo tàn nhưng còn một cánh sống, 15 vạn, giây phút khối xích thạch bị đấu giá lập tức có người kêu giá. Đây không phải vì người kêu giá nhìn ra tảng đá kỳ lạ mà tất cả xích thạch bắt đầu đấu giá đều sẽ như vậy, 18 vạn, 20 vạn, 23 vạn, người kêu giá nối liền không dứt, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi người kêu giá 23 vạn thì mắt chợt lóe, nói ra câu kêu giá thứ nhất của mình tại đại hội đổ bảo, 30 vạn. Giọng Tô Minh truyền ra, Nam Cung Ngân nghe xong lập tức nhìn hướng Tô Minh. Đám lan lan hưng phấn lên, 35 vạn, trong đám người lại phát ra tiếng kêu giá. Chỗ này quá nhiều người, rốt cuộc là ai kêu giá, nếu Tô Minh không tỏa thần thức thì không thể biết. Nhưng chỗ này là vu thần điện tổ chức, hiếm có ai dám ra giá khống, làm chuyện này phải hiểu hậu quả, 40 vạn. Tô Minh không chút do dự, chậm rãi nói, giá 40 vạn là giá quân bình mấy trăm viên xích thạch sau này, nhiều hơn nữa, một khi thất bại thì sẽ đau lòng muốn chết. Nếu không tin chắc, thường lúc này sẽ kết thúc giá. Dù sao mặt sau còn nhiều xích thạch, không cần chầm chầm vào một viên, 42 vạn. Khi nhiều người không ra giá nữa thì vẫn có kẻ báo giá, 45 vạn. Tô Minh sắc mặt như thường, bình tĩnh nói, lại vài giây sau, thấy không ai kêu giá tiếp, trưởng lão vu thần điện bắt đầu đấu giá xích thạch số 698. Lát sau, khi 100 xích thạch đợt này bị bán ra hết, những người mua hoặc là kích động, hoặc bình tĩnh, hoặc mong chờ bay lên trên không trung, hướng tới 100 quan hoàng pháp khí, mặt huynh, chúc may mắn. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh, Tô Minh giật đầu, hít sâu, nhán người lao hướng không trung. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt bao người vu tộc. Đây là lần đầu tiên tại đại hội đổ bảo hắn mua xích thạch cho mình là lần đầu tiên hắn cắt xích thạch. Cũng là khởi đầu tỏa sáng của Tô Minh, 100 bóng người hóa thành cầu vồng xuất hiện bên cạnh quan hoàng pháp khí con số của mình. Tô Minh mua xích thạch số 697, hắn đứng cạnh quan hoàng pháp khí là thứ 67, đứng đó, Tô Minh bình tĩnh nhìn pháp khí chớp lóe ánh sáng trước mặt, nhìn quan hoàng chậm rãi di chuyển, giao nhau phát ra tiếng xẹt xẹt, lát sau, trên bầu trời, xích thạch thứ 601 đến 700 xé gió lao đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Minh nhìn xích thạch, nói đúng là thứ lúc trước hắn thấy, bây giờ hắn lần nữa ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, người xung quanh đa số lấy ra túi chứa vô tinh, biểu tình khác nhau nhưng đều có cùng vẻ mong chờ, đặt túi lên quan hoàng pháp khí. Từng pháp khí tỏa ra ánh sáng chói mắt như bị đốt cháy, đám người bên dưới hô hấp biến dồn dập, nhìn chằm chằm. Họ muốn biết trong 100 viên xích thạch có tồn tại ánh sáng kỳ lạ hay không, có thể mở ra báu vật hay không mãi đến khi trên trời 100 quan hoàng pháp khí có 99 cái bị đốt lên, có thể cắt đá thì pháp khí trước mặt Tô Minh không lóe sáng. Thứ thế thì ở trên bầu trời rất bắt mắt, loại chuyện này hôm nay chưa từng xuất hiện, ánh mắt vô số người bên dưới tập trung vào Tô Minh, bị mặt nạ của hắn hấp dẫn, có người nhận ra thân phận Tô Minh, là hắn, đấu ngang tay với hậu vu đông lai bộ lạc thiết một, người này tên mặt Tô, trừ phi hắn ẩn giấu tu vi, nếu không là cường giả mạnh nhất trong ương vu hôm đó ta chính mắt thấy hắn đấu với hậu vu thiết một tiền bối, vì thế trận đó là bất cứ ương vu nào đều khó đối kháng. Cùng lúc đó, trên bầu trời bốn trong tám đại điệp cùng lúc vì Tô Minh xuất hiện bị chú ý, người bên trong biến sắc mặt khác nhau, thiết một ngồi xếp bằng trong đại điện, xung quanh ngồi không ít tộc nhân bộ lạc. Người phụ nữ cũng ở bên trong, từ xa nhìn Tô Minh, mắt lóe oán độc, là hắn. Thiết một nhìn Tô Minh dù lão và hắn có chút ma sát nhưng vì hắn luôn khách sáo nên lão có chút thiện cảm. Giờ trông thấy Tô Minh, dù lão mặt không có biểu tình nhưng không còn sát khí như trước, trong đại điện khác, thánh nữ thu hải bộ lạc quyển thu đứng trên bậc thang, nhìn trời đêm, nhìn ánh sáng đỏ chớp lóe trong đêm tối, thân hình Tô Minh, nhăn chân mày, thân hình khá giống nhưng khí thế người này cho người cảm giác không giống hắn lắm. Quyển thu suy tư, lòng ấn đỏ trên cánh tay phải chợt lóe trong đại điện thứ ba, Thiên Lam lão tổ ngồi đó, vẻ mặt như thường. Thiên Lam Mộng và Thiên Lam U trước mặt lão thì nhìn trời đất bên ngoài. Ánh mắt Thiên Lam Mộng nhìn chầm chầm Tô Minh, có do dự, trong đại điện thứ tư, một cô gái tóc dài mặc áo trắng ngơ ngác nhìn Tô Minh. Mắt cô có mê mang, phức tạp. Nếu không phải cô là túc nữ, nếu không phải người cô cảm nhận được dù nhẹ nhưng thật sự tồn tại, cô khó nhận ra người trước mắt là hắn, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? ngươi có biết, ngươi xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm lớn cỡ nào không? Cô gái tóc dài thì thào thanh âm chỉ bản thân nghe thấy, mê mang trong mắt tán đi, còn lại là lo lắng. Cùng lúc đó, trong đám người dưới đất có một người mặc đồ đen hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ nụ cười nhạt, nhìn chầm chầm tô minh, mắt lóe tia sáng lạnh. Người sở hữu xích thạch 697, lấy ra đủ vô tinh, thắp sáng pháp khí của ngươi. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào người Tô Minh thì quan hoàng pháp khí nhìn Tô Minh, trầm giọng nói mặt ta không có đủ vu tinh tô minh sắc mặt như thường nhìn trưởng lão vu thần điện trưởng lão vu thần điện có tu vi chỉ kém nửa bước là vào tuyệt vu không hiện vui buồn ra ngoài giờ biểu tình như thường nhìn tô minh từ từ nói lão phu cho ngươi ba giây qua ba giây nếu ngươi không lấy ra vu tinh đồng giá thì ta sẽ đánh chết ngươi tại đây tất nhiên tô minh đã sớm có chuẩn bị hắn không nói hai lời từ trong ngực móc ra túi trữ vật trước đó đã chuẩn bị tốt quan hướng trưởng lão vu thần điện túi trữ vật tạm dừng bước mặt lão lão lạnh lùng liếc tô minh nâng tay đón lấy quét một cái mặt lão không biểu tình nhưng tay phải nâng lên chỉ vào quan hoàng pháp khí trước mặt tô minh pháp khí này lập tức sáng lên tùy thời vận chuyển đừng nhìn lão sắc mặt như thường nhưng lòng chấn động trong túi trữ vật lão thấy năm viên thanh trần dược lão từng thấy thanh trần dược thậm chí còn ăn một viên giờ thấy nó thì cảm giác đặc biệt của thanh trần dược khiến lão chỉ liếc mắt liền nhận ra nó là thượng phẩm. Thanh trần dược trong túi trữ vật này rõ ràng phẩm chất cao hơn viên lão từng nuốt vào. Chương 449, Quỷ Linh Hoa Rốt cuộc Tô Minh đưa cho ông lão cái gì, chỉ hai người biết. Dù người xung quanh chính mắt thấy nhưng không thể biết chi tiết. Đây cũng là lý do tại sao ông lão vô thần điện thấy chỉ có 5 viên thì không nói một lời chủ động thắp sáng pháp khí cho Tô Minh. Vì không ai biết đối phương đưa mình cái gì, vậy sau sự việc tùy tiện lấy ra vật thay thế là được. Năm viên thanh trần dược rõ ràng phẩm chất tốt hơn nhiều sẽ trở thành của riêng thuộc về ông lão. Cách giao dịch nhìn thì rõ rành rành nhưng mà che giấu khiến trưởng lão vu thần điện không có lý do từ chối. Lão thậm chí rất thích kết quả này, ánh mắt nhìn tô minh hơi khác. Còn lai lịch thanh trần dược, nếu lão muốn biết thì tự tin sẽ không phí sức, người này làm việc rành rẽ, là người thông minh trưởng lão vu thần điện cất túi trữ vật viết tô minh một cái rồi không để ý nữa vì xuất hiện việc này nên ánh mắt nhìn về phía tô minh nhiều thêm nhưng khi có tiếng sẹt sẹt vang lên mấy người kia bắt đầu căng thẳng cắt tiểu nhân đen thì chậm rãi những ánh mắt nhìn hắn tản ra bớt tô minh không thèm nhìn người ngoài hắn nhìn quan hoàng pháp khí trước mắt tay phải nâng lên ấn mặt trên nhắm mắt lại hắn lập tức có cảm giác hòa thành một với pháp khí như có thể khống chế nó làm các loại cắt lúc trước hắn chỉ nhìn người khác dùng giờ tự mình khống chế cảm nhận lát sau tay trái hắn chỉ vào xích thạch tảng đá bay tới quan hoàng chớp mắt bị quan hoàng bao bọc vào trong chậm rãi di chuyển mỗi lần quan hoàng vận chuyển thì sẽ rơi rụng không ít bụi phấn khi quan hoàng di chuyển mắt tô minh vẫn khép thần thức tỏa trong túi trữ vật ngưng tụ trên người tiểu nhân đen khi tô minh lại ngửi được mùi thuốc thoang thoảng hắn thấy tiểu nhân đen run rẩy giữa trán chớp lóe một đóa hoa lạ màu đen có ba cánh lại hiện ra. So sánh với Tô Minh tốc độ chậm thì đã có một số người thất vọng cắt mở xích thạch, khiến tiêu hao vô tinh thành bọt biển. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người cắt xích thạch vẻ mặt ủ rũ, thở dài, xích thạch trong quan hoàng vỡ nát, không thu hoạch được gì quay lại đám người. Bây giờ giữa không trung còn cắt xích thạch chỉ mười mấy người. Lát sau, tiếng ầm ầm vang vọng, có bảy xích thạch hoàn toàn vỡ, bên trong trống rỗng, đám người cười khổ rời đi hiện tại giữa không trung vẫn còn xích thạch đang cắt bao gồm tô minh chỉ còn lại bốn người tô minh luôn nhắm mắt không để ý người ngoài chậm rãi di động quan hoàng khiến xích thạch dần thu nhỏ đôi khi điều chỉnh góc độ thần thức ngưng tụ tại tiểu nhân đen quan sát hình ảnh chớp lóe ở trán lại qua vài giây có một khối xích thạch vỡ người cắt đá trên bầu trời biến thành ba người nhưng lúc này trong ba người có một phu tộc bộ dạng thiếu niên xích thạch trước mặt gã đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa giây phút ánh sáng đỏ tỏa ra mặt thiếu niên lộ vẻ mừng như điên ánh sáng kỳ lạ ha ha ta mở ra ánh sáng kỳ lạ đám người bên dưới nghe tiếng nhìn qua khoảnh khắc thấy ánh sáng kỳ lạ thì đều hưng phấn lên tiếng cười của thiếu niên còn quanh quẩn lòng kích động thì xích thạch của một trong ba người vào lúc này đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt không ngờ cũng xuất hiện ánh sáng kỳ lạ chủ nhân xích thạch này là một người đàn ông trung niên người đàn ông thân thể cao to vạm vỡ, hiển nhiên là chiến vu Gã liếm môi cười, vị trí của gã vừa lúc kề bên Tô Minh. Tô Minh là số 97, gã thì số 96, ba xích thạch còn lại có hai viên xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lập tức khiến đám người bên dưới tập trung chú ý, tiếng xôn xao giấy lên bốn phía, hai cái cùng xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, vận may của hai người thật là, chết tiệt, ta còn nhớ số này, mới nảy ra giá hơn ta năm vạn à, ai già bốn phía bàn tán nam cung ngân nhìn tô minh lắc đầu không biết tại sao trong lòng gã thấy dễ chịu chút hai người mở ra ánh sáng kỳ lạ kích động tiếp tục ma sát xích thạch khống chế mũi nhọn đâm vào trong tô minh vẫn nhắm mắt không ngừng biến đổi vị trí xích thạch khiến quan hoàng chuyển động từng tầng ma sát bề ngoài lát sau trong ánh mắt mong chờ của đám người thiếu niên mở ra ánh sáng kỳ lạ bây giờ kích động cắn răng mũi nhọn trong quan hoàng đâm xuyên đá liên tục mấy lần Quan hoàng di động nhanh, xích thạch bùng một tiếng tách thành hai, bên trong trống rỗng, thiếu niên ngẩn ra, giống như nam cung ngân lúc trước, không cam lòng lại cắt. Mãi đến khi xích thạch đều thành bụi phấn, trong tay gã là tảng đá trong suốt cỡ móng tay cái, nhưng bên trong vẫn không có gì hết, mặt thiếu niên biến trắng bệt, từ mừng rỡ đến thất vọng, biến đổi quá nhanh và quá lớn làm gã khó thể chịu đựng, đám người bên dưới chứng kiến tất cả, thở dài thường thường. Đột nhiên có người phát ra tiếng kinh kêu hai màu đây đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu lại xuất hiện ánh sáng hai màu kỳ lạ thật là hai màu hôm nay trong một ngàn đá hàng đầu hai lần xuất hiện hai màu theo tiếng kinh kêu ánh mắt mọi người đều bị người đàn ông trung niên bên cạnh tô minh hấp dẫn người đàn ông trung niên cực kỳ kích động xích thạch trước mặt gã đang tỏa ánh sáng đỏ xanh trong tiếng ồn ào lập tức có người ra giá muốn mua tảng đá bây giờ tô minh chìm đắm trong hình ảnh trên trán tiểu nhân đen trong túi trữ vật hắn dần thấy hình ảnh không phải lắng động mà tùy theo hắn ma sát xích thạch có biến đổi, thậm chí khi hắn chuyển dời vị trí hòn đá thì đóa hoa cũng di động. Tô Minh hành động rất cẩn thận, bây giờ mở bừng mắt, chớp lóe một cái, tay phải chỉ pháp khí, quan hoàng di động xuất hiện mũi nhọn, Tô Minh không chút do dự khống chế mũi nhọn đâm xuyên vào mé bên màu đỏ, liên tục đâm thủng vài cái. Quan hoàng quay nhanh, bùng một tiếng, xích thạch của Tô Minh bị chém phân nửa. Quan hoàng chậm rãi ngừng, Tô Minh đứng đó trầm tư. Ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh hắn cất tiếng cười, không để ý bốn phía ra giá, đầu tiên là đắc ý liếc Tô Minh, sau đó quay đầu khống chế quan hoàng chém xuống, cùng lúc đó, Tô Minh ánh mắt dứt khoát chỉ pháp khí, pháp khí di chuyển, lại chém một nửa xích thạch trước mặt Tô Minh. Động tác của hắn gần như cùng lúc với người đàn ông, hai người cùng chém, xích thạch trước mặt người đàn ông chớp lóe ánh sáng hai màu kịch liệt còn hơn cả trước đủ khiến người xung quanh rung động, ngay cả trưởng lão vu thần điện cũng tập trung nhìn. Cùng lúc đó, theo ánh sáng hai màu chớp lóe dữ dội, đằng sau xích thạch người đàn ông, bầu trời gần tô minh đột nhiên xuất hiện sóng gợn vạn vẹo, biến ảo thành hình ảnh to lớn, hình ảnh đó rõ ràng là đóa hoa đen. Hoa có ba cánh, mỗi cánh có mặt quỷ khô lâu, bộ dạng dữ tợn khiến hoa đen trông thật ghê rợn. Nhưng hình ảnh rất mơ hồ, chỉ thấy đại khái, giây phút ảo ảnh hoa xuất hiện, trong đám người bên dưới vang tiếng ầm ĩ mãnh liệt nhất trong lần đại hội đổ bão này. Vô số người đứng bật dậy, thậm chí có người bản năng muốn bay lên trời. Âm ảnh. Đây là âm ảnh, không ngờ, không ngờ xuất hiện âm ảnh. Đây là hoa gì, quỷ linh hoa. Đây, đây là quỷ linh hoa. Quỷ linh hoa ba cánh, hai màu một ảnh, bà nội nó, chiến vu này lời to rồi. Lần đổ bão này hắn mở ra thứ này để xem hóa hạch bao nhiêu. Nếu chỉ hóa thạch bảy phần thì còn có dược hiệu, đủ để hắn thép gió trên trời. Trưởng lão vu thần điện lần đầu tiên không thể che giấu sắc mặt lộ ra rung động. Lão đứng lên nhìn quỷ linh hoa ba cánh trong ảo ảnh, mắt lộ khát vọng. Không chỉ mình lão, bên trong tám đại điện bốn phía mọi người đều nhìn chăm chú. Quỷ linh hoa, hoa này không thể làm thuốc. Tác dụng lớn nhất là hoa sinh ra đầu quỷ, quỷ linh lên trời xuống đất, tất cả cấm chế khó thể ảnh hưởng nó. Một khi ẩn giấu thì khó tìm ra đồn rằng có năm cánh hoa có thể xuất hiện ngũ quỷ thuật. Ngũ quỷ thuật có thể nhập vào người, khiến khi nhập vào rồi trở thành dù trời mở mắt cũng không thấy sinh linh. Gã đàn ông chiến vu này có vận may nghịch thiên, gã, gã lại mở ra quỷ linh hoa. A, à, hình như có gì không đúng. Nam Cung Ngân ngây ngẩn, lầm bầm, chợt trợn to mắt, gã đàn ông chiến vu trên bầu trời cùng cười, bộ dáng kích động như mạch máu sắp nổ tung, trung rẩy suýt ngửa đầu gầm lên nhưng dần dần gã biến sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin, nhìn chầm chầm Tô Minh. Cùng lúc đó có nhiều người thấy ra manh mối, cái này quá lừa người đi. Đâu phải âm ảnh gã đó mở ra, là người đội mặt nạ bên cạnh gã. Gã đàn ông này vẫn là hai màu nhưng mặt Tô bên cạnh gã mới là mở ra âm ảnh, quỷ linh hoa, tiếng xôn xao càng mãnh liệt. Vô số ánh mắt bỏ qua gã đàn ông, toàn bộ tập trung vào Tô Minh, tiếng bàn tán bốc lên tận trời. Tô Minh vẽ mặt như thường nhưng lòng có chút căng thẳng hắn không ngờ sẽ xuất hiện bức tranh âm ảnh thế này mặc tô lão đệ đem xích thạch bán cho lão phu đi ha ha giá cả dễ nói trong tám đại điện lập tức truyền ra giọng thiết một cùng lúc đó lão đích thân bước ra khỏi đại điện cười chắp tay hướng tô minh